Kính thưa đồng chí Bí thư huyện ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của huyện, thưa tất cả các đồng chí, trong nhiều lần đi về thành phố Lạng Sơn và tỉnh Lạng Sơn thì tôi cũng chưa có điều kiện đến thăm và nói chuyện với các đồng chí. Lần này chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để nói chuyện về Bác Hồ, về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, nhất là xây dựng phong cách tác phong lãnh đạo công tác của người đứng đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây là một cái chủ trương lớn của toàn đảng trong năm nay, và huyện ủy của chúng ta đặc biệt quan tâm trong cái việc triển khai cái chủ trương này. Thì tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo của huyện và tất cả các đồng chí. Tôi xin chân thành chúc các đồng chí sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc, chúc cho đảng bộ và nhân dân các dân tộc của huyện chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững hơn nữa. Thời gian của chúng ta buổi chiều cho nên không nhiều, mà hôm nay lại là ngày nghỉ nữa, thì các đồng chí cố gắng chúng ta sẽ nghe một mạch, ta không có giải lao. Những đồng chí nào cần phải ra ngoài thì các đồng chí cứ tự nhiên rồi ta lại trở lại. Thì tôi sẽ kết thúc vào buổi chiều hôm nay, và cũng xin chúc các đồng chí những cái ngày nghỉ lễ gần đây là từ ngày mai đấy, có những cái ngày nghỉ rất là vui vẻ, tốt đẹp. Các đồng chí biết là năm nay chúng ta sống trong một cái bầu không khí sôi động, dồn dập những sự kiện, những cái kỷ niệm lớn mà đều có tác động trực tiếp đến việc học tập làm theo Bác của chúng ta. Những cái sự kiện mà chúng ta sẽ cùng nhau nói đến đấy là liên quan trực tiếp đến cuộc đời của Bác, sự nghiệp của Bác, nhất là những năm tháng cuối đời Bác. Thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các cái sự kiện đó để đi vào nội dung cốt lõi, tức là những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhắc đến cái bản di chúc linh thiêng mà Bác để lại cho chúng ta có 1.000 từ thôi, mà Bác viết từ lúc 75 tuổi, các đồng chí, đến lúc 79 tuổi Bác mới vĩnh biệt chúng ta. Đây là cái bản di chúc của Bác đấy, các đồng chí, chắc là tất cả chúng ta đều đã đọc nhiều lần rồi. Các đồng chí nào còn trẻ thì phải thuộc lòng, các đồng chí nhé, nhất là các nhà giáo. 1.000 từ Bác để lại cho dân, cho đảng, cho cả thế giới nhân loại, mà Bác dành công sức những 4-5 năm liền để viết. Bác sửa di chúc từng năm một, năm nào cũng sửa, đến tận phút cuối cùng này, là tháng 5 năm 69 Bác sửa chữa lại một lần nữa. Và 4 tháng sau, tháng 9 năm 69, đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì Bác vĩnh biệt chúng ta. Thì các đồng chí nhớ đến Bác, các đồng chí nhớ đến hai cái chi tiết không thể nào quên được. Một là Bác viết di chúc vào giờ nào thì trái tim Bác ngừng đập đúng giờ đó, tức là 9 giờ sáng. Bác đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày nào đấy thì Bác cũng đi vào ngày đó, tức là mùng 2 tháng 9. Chắc là các đồng chí đều biết rằng là khi Bác mất đấy thì đảng ta đã tổ chức quốc tang cho Bác, mà cách đây đã 49 năm rồi. Trong các đồng chí nào sinh năm 69 ấy, là năm Bác mất, là không hề được biết Bác trực tiếp đâu, chỉ biết Bác qua tư liệu lịch sử thôi, qua hồi ký, qua phim ảnh đấy. Thế mà cái thế hệ ấy bây giờ cũng đã 50 tuổi rồi, thì các đồng chí còn trẻ hơn rất nhiều thì càng không biết về Bác. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu về Bác rất là công phu thì mới thấy được Bác vĩ đại và cao quý như thế nào. Thì cái bản di chúc linh thiêng đó nhắc nhở chúng ta cái điều ấy. Và phải đợi đến khi Bác mất được 20 năm, tức là vào năm 1989 nhé. Năm 1989, các đồng chí nhớ lại này, lúc bấy giờ
là đất nước chúng ta mới chỉ vừa mới đổi mới thôi. Mới đổi mới được có 3 năm thôi mà. Đại hội 6 mới đổi mới. Thì bác của chúng ta mất được 20 năm. Và nhân cái sự kiện mà kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác, thì Đảng mới ra một thông cáo đặc biệt. Cái thông cáo này là do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký, nói rõ sự thật về ngày giờ mất của bác và giải thích cho chúng ta rõ vì sao khi bác mất ấy, Đảng không đọc hết di chúc, chỉ đọc một đoạn thôi. Bởi vì bao nhiêu điều quan trọng bác dặn chúng ta nhưng chưa có điều kiện thực hiện thì chưa thể công bố được. Đến khi đại thắng mùa xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam, có điều kiện thực hiện những điều bác căn dặn thì Đảng ta mới công bố trọn vẹn di chúc, tức là cả cái cuốn di chúc này. Đảng bộ chúng ta làm thế nào để mỗi một đảng viên đều có một bản di chúc trong tay, và ta đọc đi đọc lại, đọc đến mức các đồng chí thuộc lòng thì thôi. Bây giờ Đảng đã in cái cuốn di chúc loại nhỏ như thế này, gọi là sách bỏ túi mà, để mỗi một ngày, mỗi một người chúng ta đều tâm niệm cả, nhất là thanh niên, nhất là các bạn trẻ, mà đặc biệt các đảng viên công tác trong ngành giáo dục thì càng phải quan tâm. Tại sao như vậy? Vì Đảng đã có chủ trương là dạy về Bác Hồ trong tất cả các nhà trường, từ mẫu giáo mầm non đến tiểu học, trung học đến đại học, và ngay cả bậc đào tạo tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất ở nước ta đấy, càng phải học tập nghiên cứu về Hồ Chí Minh, mà trong đó đặc biệt là di chúc. Đảng ta và nhà nước ta đã chính thức xếp di chúc vào hàng quốc bảo, tức là bảo vật quốc gia, thì chúng ta càng phải trân trọng và học tập. Thì đấy là nội dung mà tôi sẽ trình bày với các đồng chí chiều hôm nay. Bây giờ ta đi vào từng phần một. Tôi nói điểm đầu tiên, đó là năm nay chúng ta có bao nhiêu sự kiện quan trọng mà đều nhắc nhở chúng ta nghĩ về Bác. Các đồng chí biết là năm nay cái sự kiện Gạc Ma đấy là tròn 30 năm. Có đồng chí nào tham gia quân đội mà trực tiếp chiến đấu giữ gìn biển đảo ở Gạc Ma, ở Trường Sa đấy, thì ta mới hiểu được. Tròn 30 năm rồi. Mà cái mảnh đất Cao Lộc của chúng ta lại là một cái nơi dữ dội trong cái cuộc chiến tranh xâm lược của bá quyền Trung Quốc từ năm 1979 cơ. Ngay cả trước khi chúng ta đổi mới thì chúng ta mới càng thấy rõ rằng là những điều bác nói, bác căn dặn bây giờ tại sao vẫn thời sự nóng hổi đến như vậy. Năm 1988, tức là cách đây tròn 30 năm, phía Trung Quốc đã gây hấn xâm lược đảo của chúng ta ở Gạc Ma, một cái vị trí quan trọng nhất ở Trường Sa. Máu của con em chúng ta đã đổ, 64 con người hy sinh, sau này được phong anh hùng liệt sĩ cả. Máu không chỉ đổ trong lòng đất đâu, máu còn thấm trong biển cả. Nhắc lại cái sự kiện Gạc Ma này vào năm nay khi đã tròn 30 năm, để các đồng chí nhớ rằng vấn đề dân tộc, vấn đề yêu nước, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia lúc này Đảng ta coi là thiêng liêng, là hệ trọng. Đấy. Văn kiện Đại hội 12 của Đảng mà chúng ta đã đọc cả rồi, đã triển khai rồi. Đảng ta nói là kiên quyết và kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Đời này chưa xong thì đời con cháu chúng ta sau này phải xong. Một tấc đất không được suy xuyển. Là như vậy đấy các đồng chí. Cho nên sau một thời gian dài chúng ta không nói gì về Gạc Ma, năm nay tròn 30 năm, Đảng cho phép công bố đầy đủ các tư liệu về Gạc Ma ở Khánh Hòa, Nha Trang các đồng chí, để mà giáo dục cho thật tỉ mỉ sâu sắc vấn đề yêu nước, vấn đề dân tộc. Và các đồng chí làm công tác
tư tưởng chính trị của Đảng. Các đồng chí nhớ là bây giờ trong hoàn cảnh như hiện nay đấy, giáo dục lòng yêu nước là thiêng liêng nhất, là hệ trọng nhất, là vấn đề hàng đầu của Đảng ta. Đảng tồn tại, lãnh đạo nhân dân cũng chỉ vì dân tộc mà thôi. Phải giữ cho được đất nước Việt Nam này độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Khi còn sống, Bác Hồ của chúng ta nói một câu nổi tiếng. Khi mà Bác từ mặt trận Điện Biên thắng lợi trở về, về Hà Nội giải phóng thủ đô, Bác và đoàn quân tiên phong của chúng ta đấy dừng chân ở núi Nghĩa Lĩnh Đền Hùng này, mà ta vừa mới kỷ niệm giỗ tổ xong. Bác nói thế nào? Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thế là quy luật của cách mạng này, dựng nước đi liền với giữ nước, mà Đảng ta nói là xây dựng gắn liền với bảo vệ, phải trường tồn. Bác còn nói vấn đề Trung Quốc ấy. Đối với Bác Hồ thì Trung Quốc bác thuộc rõ ràng, bác hiểu Trung Quốc như lòng bàn tay vậy. Bác nói là phải cương và phải nhu đúng lúc. Cương tức là cứng rắn, là quyết liệt. Nhu tức là mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt. Cương và nhu đúng lúc, đấy là cái thủ thuật. Bác còn nói là làm sao biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự. Vô sự tức là an toàn, là hòa bình, là hợp tác, là phát triển, để dân giàu nước mạnh, dân có thịnh, thịnh vượng, đất nước có cường, cường tráng thì mới giữ được độc lập tự do. Nó có một cái quy luật là kẻ thù chỉ nhằm lúc chúng ta suy yếu là nó xâm lấn. Các đồng chí theo dõi thông tin, các đồng chí có để ý là gần đây Trung Quốc họ quyết định cái gì không? Họ cho sửa hiến pháp. Để làm gì? Để làm chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình này là không có thời hạn. Để làm gì nữa? Để nó thực hiện cái giấc mộng Trung Hoa. Mà giấc mộng Trung Hoa là gì? Là thôn tính Việt Nam. Cho nên các đồng chí ở địa đầu biên giới này hiểu rõ điều này là vô cùng cần thiết, để đừng bao giờ mất cảnh giác, đừng bao giờ buông lơi cái việc giáo dục cho thanh niên, cho lớp trẻ lòng yêu nước, ý thức dân tộc. Và phải mạnh các đồng chí, phải mạnh, phải giàu có mới giữ được. Mà muốn giàu mạnh như vậy, trước hết trong Đảng phải đoàn kết. Bác dặn là giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình cơ mà. Và trong xã hội phải ổn định. Nó theo dõi chúng ta từng ly từng tí một. Ta mà mất ổn định, ta mà có những biểu hiện rối loạn từ trong nội bộ đấy, là nó sẽ xâm lược. Đấy là điều không bao giờ có thể mơ hồ. Ông cha ta có hàng nghìn năm lịch sử chống chọi với phương Bắc, ông cha ta thấm thía cái điều này lắm. Và bây giờ chúng ta có trách nhiệm phải thực hiện cho được những cái điều ấy. Bác Hồ của chúng ta còn dặn thế này, trước đây, tức là khi cách mạng còn non yếu, còn trong bóng tối, chưa thành công, trước đây ta chỉ có rừng và bóng đêm. Bây giờ cách mạng thành công, ta có trời, có đất, có biển, có ngày. Thì một tấc đất, một tấc biển của ông cha không được suy chuyển. Những các đồng chí quân đội, công an, lực lượng vũ trang này, và tất cả chúng ta phải coi đây là thông điệp của lịch sử, phải coi đây là mệnh lệnh của quốc gia qua lời phát biểu của Bác. Thì năm nay ta nhắc cái sự kiện Gạc Ma để nhớ cái điều đó. Và các bạn trẻ thanh niên, năm nay đoàn thanh niên lại thực hiện nghị quyết đại hội đoàn lần đầu tiên của khóa mới. Các bạn trẻ phải nhớ cái điều này, là cái câu thơ của Chế Lan Viên ấy, nói về Tổ quốc ấy, cảm động lắm, mà ta phải học và thuộc lòng và phải có cảm xúc để mà hành động. Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông.
thì chúng ta lưu ý rằng cái sự kiện ấy nó như một sự thức tỉnh của chúng ta vậy. Sự kiện thứ hai của năm nay đó là cuộc tổng tiến công Mậu Thân để quyết giải phóng hoàn toàn miền Nam, thỏa lòng mong ước của Bác cho đến nay đã tròn 50 năm, một nửa thế kỷ. Đồng chí nào sinh vào năm 68 tuổi Mậu Thân ấy, năm nay là 50 tuổi, một nửa thế kỷ trôi qua rồi. Cái sự kiện Mậu Thân này vĩ đại và oanh liệt vô cùng, nhưng không thắng lợi trọn vẹn. Đến lúc đại thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam vào 30 tháng 4 năm 75 thì Bác lại đi mất rồi. Thời bấy giờ cờ đỏ rợp trời ở Sài Gòn, cờ giải phóng miền Nam chỉ có bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, còn không còn Bác nữa. Trước khi đi mà Bác vẫn hỏi tin miền Nam, chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu, miền Nam trong trái tim Bác. Mà không được trực tiếp chứng kiến ngày miền Nam giải phóng đối với Bác là một nỗi đau lớn lắm, và cũng là điều ân hận của chúng ta không thỏa lòng mong ước của Bác khi Bác còn sống. Thì cái sự kiện Mậu Thân ấy nhắc chúng ta cái điều này. Các đồng chí có biết là Bác có một thói quen là cứ đến giao thừa thì có thơ chúc Tết không, cho toàn thể đồng bào chiến sĩ, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, ai cũng lắng nghe thơ chúc Tết của Bác vào cái thời điểm linh thiêng chuyển mùa chuyển năm như thế. Ta có biết đâu là cái bài thơ chúc Tết năm 68 ấy nó như một mệnh lệnh nổ súng, rung chuyển toàn chiến trường miền Nam, đánh vào trung tâm của Sài Gòn, đánh ngay vào tòa đại sứ Mỹ và làm sụp đổ cái ý chí xâm lược của Mỹ, để tạo đà tiến lên ấy, lật đổ chính quyền tay sai, giải phóng miền Nam. Vĩ đại đến thế không? Bác viết thế này nhé: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cái câu cuối cùng ấy nó không còn là thơ chúc Tết nữa đâu, nó là một mệnh lệnh nổ súng đấy, ta gọi là mật khẩu. Toàn chiến trường miền Nam rung chuyển, Bác lắng nghe từng tiếng súng của phương Nam trong cái giờ phút khuya khoắt giao thừa đó. Và cái điều này làm cho chúng ta nhớ lại đời Bác những năm cuối đời dồn dập những tin không vui, thậm chí là đau đớn, cho nên Bác cũng không thể sống lâu hơn được. Trong cái bản di chúc linh thiêng này, Bác linh cảm hết rằng Bác không sống được đến ngày toàn thắng đâu. Cho nên Bác mới viết là thế này: nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Có ai mà đến thân thể của mình cũng không nghĩ là thuộc về mình nữa, cho đồng bào, thì đấy là một sự dâng hiến đến cao thượng, vĩ đại. Mà Bác Hồ đấy sửa di chúc một cách rất là tinh tế. Bác là một nhà giáo các đồng chí nhé, Bác là một nhà ngôn ngữ nhé, cho nên là Bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, gạch chữ xương đi chỉ để chữ cho thôi. Đã hỏa táng thì không còn xương nữa, nó còn bột cho đấy, cả đời người có khi còn một nắm cho đấy. Bác gạch chữ xương đi là đúng, Bác để chữ cho thôi. Cho xương đó là văn nói, là khẩu ngữ, còn khi viết ấy là cho thôi. Bác lại dặn thế này: không chỉ cho riêng đồng bào miền Nam mà cho cả nước. Bác mới viết trong di chúc là: cho thì chia đều vào 3 hộp sành, cho miền Bắc 1 hộp, miền Trung 1 hộp, miền Nam 1 hộp, tìm đồi cao mà chôn cho đỡ tốn đất. Chính vì cái chỗ này mà đảng ta không đọc, vì đảng ta quyết định giữ gìn Bác lâu dài nhưng không đọc được đấy. Mà Bác chữa lại bản di chúc, Bác lại còn lấy bút đỏ thêm chữ ruộng đấy, như các đồng chí, đỡ tốn đất ruộng,
chôn trên đồi cao đấy, cho đỡ tốn đất ruộng. Đất ruộng là đất khẩu canh, đất trồng lúa của nông dân. Suốt đời bác chỉ nghĩ về nông dân. Đối tượng nghèo khổ nhất trong xã hội ngay bây giờ vẫn thấy thôi, cho nên chúng ta còn mắc nợ với nông dân nhiều lắm đấy các đồng chí. Nhất là xuất phát từ tư tưởng của bác. Tôi nói ngay một cái thông tin này để các đồng chí nào làm nghiên cứu thì biết thêm nhé. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì ta đã cử chuyên gia sang tận nơi để đi tìm tư liệu về Bác Hồ. Vì bác ở Liên Xô một thời gian rất dài, bác học ở Liên Xô không? Bác học Đại học Quốc tế Lenin và bác viết cả luận án tiến sĩ về sử học ở Liên Xô. Thế là ta sang đi tìm tư liệu. Thì Bác Hồ linh thiêng phù hộ cho chúng ta thế nào mà ngay khi bắt đầu tìm, ta tìm được ngay bản luận án tiến sĩ của bác. Mà bác khiêm tốn có bao giờ bác nói đâu. Bản luận án của bác đấy có một cái đề tài quan trọng, nguyên văn bằng tiếng Nga là vấn đề ruộng đất ở Đông Dương. Đông Dương tức là cả Lào, cả Campuchia này. Đấy, tên đề tài nghiên cứu của bác là thế đấy. Mà lúc đó bác cũng có ngoài 30 tuổi. Thì ta đủ hiểu bác vĩ đại đến như thế nào. Bản di chúc cũng thế, nhất quán từ đầu đến cuối. Thế chính vì cái lý do ấy mà đảng ta không đọc được đâu. Bây giờ công bố hết cho toàn dân toàn đảng biết, để chúng ta thấy hết sự hy sinh của bác thôi. Chứ còn đảng đã quyết định gìn giữ bác vĩnh hằng với thời gian trong lăng bác, để chúng các muôn đời sau được biết về bác. Thế thì cái sự kiện Mậu Thân năm 68 nhắc chúng ta điều đó. Bác còn có bài thơ chúc Tết cuối cùng vào năm 69. Và đây là năm bác đi. Thơ chúc Tết là đầu năm, thì tháng 9 là bác đi. Cái bài thơ chúc Tết năm 69 ấy vẫn lạc quan, vẫn tin tưởng mãnh liệt vào chiến thắng, nhưng đã có cái gì đó dằn vặt khắc khoải trong lòng, đượm buồn. Bác viết là năm qua thắng lợi vẻ vang, năm qua là năm Mậu Thân ấy. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to, vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp vui nào vui hơn. Chúng ta thuộc lòng trong lòng mình cái bài thơ đó của bác. Bài thơ cuối cùng. Mà viết xong bài thơ này bác đã yếu lắm rồi, mà bác vẫn đón tiếp đoàn đại biểu dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc. Bác sĩ Phùng Văn Cung là trưởng đoàn đại biểu giải phóng miền Nam ra thăm bác và trung ương, thăm đồng bào miền Bắc. Bác đón tiếp ân cần, bác ôm hôn, bác nói là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nói một câu cảm động là với đồng bào miền Nam, có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng vẫn là không đủ. Cho nên tôi chỉ xin nói một câu thôi. Bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng, chúng ta vui mừng. Thì đại thắng mùa xuân ta sắp sửa kỷ niệm 30 tháng 4 đấy các đồng chí. Không còn bác nữa. Bác sĩ Phùng Văn Cung khóc nhiều lắm, vì thương bác quá, thấy bác bắt đầu yếu nhiều. Bắt đầu viết di chúc là bắt đầu chảy máu tận bên trong đáy mắt. Cánh tay đã liệt, chỉ một cái lần đi thăm đồng bào về, một cơn mưa lạnh đã liệt cả một cánh tay. Bác tập trong vườn bác đêm khuya đau đớn để phục hồi lại từng bước, để chúng ta không xót xa. Khi đón khách miền Nam ra đấy, ta phải dìu bác ngồi trước vào ghế để mọi người không cảm thấy bác yếu mà xót xa. Nhưng mà bác sĩ Phùng Văn Cung, ông hiểu thấu cái điều đó lắm. Ông đến gặp Trung ương mà khóc. Trước khi đưa đoàn đại biểu trở lại miền Nam chiến trường, ông chỉ thiết tha đề nghị Trung ương một việc. Việc đó là xin Trung ương hết lòng chăm sóc bác, để bác mạnh khỏe sống lâu,
để đồng bào miền Nam còn có dịp được nhìn thấy bác. Thì có ngờ đâu, khi trở lại chiến trường miền Nam, chỉ vài tháng sau lại được nhận được điện từ miền Bắc đánh vào là ra miền Bắc để chịu tang bác Hồ. Thế là băng rừng vượt núi, đẫm nước mắt ra đến Hà Nội chịu tang bác. Những đồng chí đồng bào chúng ta miền Nam ra Bắc để chịu tang bác đấy, có người chết trên đường đi không kịp đâu các đồng chí, để hiểu thấu nỗi lòng của miền Nam với bác và bác với miền Nam như thế nào. Đặc biệt nữa này, nó có một cái chi tiết này mà chúng ta ít nhắc đến này, nhưng mà bây giờ phải nhắc cho nó thật sâu sắc. Các cháu dũng sĩ miền Nam đấy, các cháu gái gọi là dũng sĩ diệt Mỹ đấy, được ra miền Bắc để chữa bệnh vì sức khỏe yếu lắm, đời sống khắc nghiệt trong chiến tranh mà. Ra đến nơi gặp bác, được bác tiếp mà khóc. Bác bảo là các cháu ra đây với bác phải vui lên, sao cứ khóc thế? Thế là các cháu miền Nam nói là: thưa bác, khó khăn nào chúng con cũng vượt qua được, hy sinh gian khổ nào cũng chịu đựng được, nhưng chỉ lo nhất là ngày bác 100 tuổi, tức là sợ tin bác mất, đau đớn thế. 100 tuổi tức là cách nói về người đã về với cõi vĩnh hằng, đã chết. Bác quay lại hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng, là thường đi cùng với bác cả tiếp khách miền Nam, bác gọi là chú Tô, tức là bí danh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng: năm nay bác được bao nhiêu tuổi chú Tô? Thủ tướng trả lời bác là: thưa bác, năm nay bác 79 tuổi. Bác nói thế nào? Bảo: các cháu yên tâm, đừng có lo lắng, còn những 21 năm nữa bác mới 100 tuổi cơ mà. Bác nói là đánh Mỹ 5 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói 21 năm đâu. Bác vẫn còn đợi miền Nam, đợi tin chiến thắng, các cháu cứ yên lòng. Bác thương miền Nam đến như thế đấy các đồng chí. Thì đấy là sự kiện Mậu Thân nhé. Để hiểu cái lý do vì sao mà Mậu Thân tổng tiến công vĩ đại như vậy mà lại không trọn vẹn, thì ta phải lần theo các sự kiện lịch sử, cả một chuỗi sự kiện thế này, mới thấy được cái nỗi đau của bác, nỗi lo âu của bác. Nghĩ những việc lớn như thế, trên đáy mắt bác chảy máu, bệnh hiểm nghèo, bệnh của các vĩ nhân, mà không chữa được thì mất ánh sáng. Mà chữa được mắt cho bác đây là một kỳ tích đấy các đồng chí, một kỳ tích. Bác sĩ Đào Xuân Trà là người trực tiếp chữa mắt cho bác đấy. Ông ấy là bác sĩ về mắt, trưởng khoa mắt của Bệnh viện Quân đội Trung ương, đồng thời là bí thư đảng ủy bệnh viện. Ông ấy đang làm việc, ông ấy nhận được cái lệnh hỏa tốc của Trung ương là về ngay Trung ương nhận nhiệm vụ đặc biệt. Rất lo lắng, ủi ộp, không biết việc gì, nhiệm vụ đặc biệt cơ mà. Lúc bây giờ đặc biệt tức là nghĩ rằng đi miền Nam, đi B để chi viện cho miền Nam, hoặc đi C tức là Lào, đi K là Campuchia. Về đến nơi mới biết được sự thật là bác đau mắt nặng quá rồi, phải chữa khẩn cấp cho bác, mà phải chữa tuyệt đối bí mật, không thể đưa đi nước ngoài được. Trong chiến tranh, sức khỏe của lãnh tụ là tuyệt đối bí mật. Đấy. Thế mà bác sĩ Đào Xuân Trà đọc bệnh án của bác mà lo lắng và xót xa, mắt bác đau nặng quá rồi, cả hai mắt, không chữa được cho bác thì ân hận suốt đời. Cho nên sau khi nghiên cứu bệnh án hồ sơ của bác thì mới đề nghị với Trung ương hay là đưa bác đi Liên Xô. Có nhiều giáo sư giỏi, có thiết bị y tế hiện đại thì mới an toàn. Hay là gần hơn thì mời bác đi Trung Quốc, bên đó có thần y chữa theo kiểu truyền thống thì cũng yên lòng. Chứ còn nếu để trong nước mà đã dù hết sức cố gắng rồi mà giả định như không chữa được thì ân hận suốt đời. Trung ương trả lời thế nào? Trung ương nói là Trung ương đã nghĩ nát cách rồi, phải bằng mọi cách chữa trong nước, không thể đi nước ngoài được,
sẽ lộ bí mật chứ không? Phải tuyệt đối bí mật. Các đồng chí chắc là đã rất nhiều lần vào thăm nhà sàn của bác rồi chứ. Ta có ngờ đâu những năm tháng ấy đấy, nhà sàn được ví như một bệnh viện dã chiến đặc biệt, chữa tại chỗ. Mà ta có biết đâu, tuyệt đối bí mật đến thế không? Bác sĩ Đào Chúa Xuân Trà chữa mắt cho bác thì bây giờ cũng đã về với bác rồi, không còn ai nữa. Tất cả những nhân chứng thời bác đã đi hết rồi, kể cả ông Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt của bác cũng đi về với bác. Tôi kể các ông chí nghe cái câu chuyện chữa mắt cho bác mới cảm động thế này. Ông Đào Xuân Trà băn khoăn lo lắng suy nghĩ thì đang nghĩ như thế bác xuất hiện. Bác đi bộ thanh thản từ nhà sàn của bác đến cái chỗ đặt cái dù, căng dù là gọi là lều dã chiến. Thế là đứng dậy chào bác, mời bác ngồi vào ghế để khám mắt cho bác. Thế ở đời thì làm cái nghề gì nó có cái bệnh nghề nghiệp của cái nghề đó mà. Thế ông ấy buột miệng hỏi bác một câu thế này: thưa bác, mắt bác đau thế nào? Câu hỏi mở đầu làm quen xã giao thế thôi. Mắt bác đau thế nào? Bác trả lời mà ta không ngờ nhé các đồng chí. Bác bảo chú là thầy thuốc, bác là bệnh nhân của chú, bác đến để chú chữa cho bác mà lại hỏi bác mắt bác đau thế nào. Ta có thấy vô lý không ạ? Đấy. Ta cứ nói nhiều câu rất là bâng cua mà ta không biết là sai đâu. Đến khi nghe bác nói lại ta mới biết. Thế là lúng túng quá không trả lời bác được. Mà bác rất vui tính nhé. Bác giấu hết nỗi đau trong người, lúc nào cũng vui để chúng ta vui thôi. Đấy. Bác bảo thế bây giờ bác đố chú vậy. Đố chú biết là bác đau mắt nào? Mắt phải hay mắt trái? Vừa mới đọc hồ sơ của bác xong, bây giờ bác hỏi đột ngột quá, chả nhẽ lại chạy ra bàn để xem hồ sơ, nó không tiện. Mình là bác sĩ hàng đầu cơ mà, đúng không? Thôi thì cũng trả lời bâng cua cho nó qua đi. Có đúng đâu các đồng chí, trả lời có đúng đâu. Ví dụ bác đau mắt phải và bác đau mắt trái, bác đau mắt trái và đau mắt phải. Bác cười, bác bảo thế mà người ta bảo với bác là chú giỏi lắm cơ mà. Giỏi lắm thì mới đưa về chữa cho bác chứ, chuyên gia hàng đầu cơ mà. Đấy. Bác nói tiếp câu này: vậy mà sao hôm nay chú có vẻ lang băm thế? Lang băm tức là đoán mò các đồng chí. Đấy. Bác vui thế đấy, bác cố tạo niềm vui cho chúng ta vui thôi, chứ lòng bác đau đớn lắm. Trung ương đã quyết định điều thêm bác sĩ Bộ trưởng Bộ Y tế là giáo sư Phạm Ngọc Thạch, hàng đầu đấy, cùng tham gia kíp chữa này. Và mời thêm giáo sư Nguyễn Trọng Nhân là giáo sư hàng đầu về mắt của Việt Nam cùng tham gia kíp chữa này. Nhưng mà người chịu trách nhiệm chính là ông Đào Xuân Trà. Phân công của Trung ương là như thế. Mà chữa cho bác kỳ công lắm. Các đồng chí có thể hình dung nổi là ta phải cử người bí mật sang tận Hy Lạp, lên tận đỉnh núi Ô Lanh, hái dược thảo về chế ra thành nước thuốc, tiêm vào tận đáy mắt cho bác, hướng dẫn bác tập các buổi bình minh và tập các buổi hoàng hôn để tăng thị lực. Mà bác làm hết sức mình chống chọi với bệnh tật để giữ được sức khỏe bình thường, để chèo lái con thuyền cách mạng cho dân cho nước, thì đủ hiểu bác như thế nào. Đấy, câu chuyện là như vậy. Chỉ riêng câu chuyện ấy thôi cũng làm cho chúng ta cảm động về bác. Bây giờ ta đang nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác ấy. Phong cách tức là ứng xử, phong cách tức là lối sống, phong cách chính là những cái giá trị điển hình nhất của một con người. Mà ở bác ấy thì tự nhiên, rất tự nhiên, không có cái gì là gượng gạo cả. Bác ngồi vào ghế để bác sĩ soi mắt cho bác. Bác xoay chuyển ghế nhẹ nhàng đúng như lời yêu cầu của thầy thuốc. Vừa làm bác vừa hỏi chuyện để cho chúng ta vui. Bác hỏi đồng chí Đào Xuân Trà là: chú đã có gia đình chưa? Bảo thưa bác, cho có vợ có con rồi. Bác không có gia đình riêng mà bác hỏi ngay câu này này: chú có vợ có con rồi, vậy chú có sợ vợ không? Bác cũng biết hết chuyện cuộc đời đấy các đồng chí. Nếu bảo thưa bác có, trả lời rất là dè dặt như thế. Bác bảo thế chú sợ vợ thì chú đã vào hội những người sợ vợ chưa? Bác cũng biết hết đấy các đồng chí nhé. Ta cứ nói lung tung tán tỉnh ngoài đời bác biết hết cả.
ta xem bác của chúng ta là như thế. Để các đồng chí hình dung ra bác là một con người bằng xương, bằng thịt, chứ đừng có bao giờ thần thánh hóa bác. Bác vĩ đại như thần thánh, thế giới thừa nhận như vậy, nhưng đừng có thần thánh hóa bác. Phải để bác như một con người bình thường ấy, như chúng ta đấy, có niềm vui, có nỗi đau, thì mới hiểu được bác vĩ đại như thế nào. Nhất là cái chuyện hy sinh tất cả, việc riêng tư, không có tình riêng tư là gì cả. Đấy là bác. Một cái điểm này nữa này, bắt đầu viết di chúc là bắt đầu bác chính thức bỏ thuốc lá. Các đồng chí nam giới hút thuốc lá thì mới thương bác, bỏ thuốc lá. Bác bỏ được 4 năm thì bác đi. Mà xót xa thế này các đồng chí này, Trung ương đề nghị bác bỏ thuốc, bác chấp hành. Dù bác là chủ tịch đảng, bác sĩ khuyên bác đừng hút thuốc nữa vì bác bị bệnh phổi. Bệnh phổi tái phát lại, ban đêm ho nhiều lắm. Bác đồng ý bỏ. Thư ký giúp việc bác cũng khuyên bác đừng hút thuốc nữa, nhất là ông Vũ Kỳ. Bác cũng đồng ý. Nhưng bác nói một câu này rất đỗi con người. Các chú cho bác bỏ dần có được không? Nếu như hứa là bỏ ngay thì có khi là không thực tế mà nó là duy ý chí. Các chú cho bác bỏ dần có được không? Và bác tâm sự tiếp này. Bác chỉ có nhị vật này thôi. Nhị vật tức là hai thứ đấy, rượu và thuốc lá. Có một ly rượu nhỏ xíu thì các vị nhé, chứ không phải như chúng ta cốc vải 100% gì đâu. Mà bây giờ bác bỏ hết, bỏ hết. Bác chỉ có nhị vật này thôi mà các chú bảo bác bỏ hết thì bác còn gì nữa đâu. Đấy. Cho nên trong cái đêm 68 Mậu Thân ấy, bác bỗng nhiên thèm lắm một điếu thuốc lá mà không có, đã bỏ rồi. Bác làm thơ đấy các đồng chí. Hai bài thơ về đề tài thuốc lá của bác hay vô cùng. Ta gọi là kiệt tác văn chương thôi. Một bài chữ Việt, bài chữ Hán. Chữ Hán của bác là như máu thịt. Bác thông thạo từ lúc 5 tuổi. Ở Quảng Tây Trung Quốc nó giam tù bác 30 nhà tù. Qua 14 tháng liền, bác viết cả một tập thơ nhật ký trong tù, 135 bài. Ta đều đã học cả rồi. Thuốc không rượu chẳng có mừng xuân, bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Thi nhân tức là nhà thơ, tục nhân là người trần mắt thịt. Không có rượu có thuốc mất hết cả cảm ứng, bây giờ còn người thường. Đấy. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân, mơ thấy thuốc thơm và rượu ngọt, tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Đấy, con người bác như thế. Bác ngủ còn nằm mơ thấy cả thuốc lá và rượu. Là như vậy. Bài thơ này là như thế đấy các đồng chí. Còn cái bài chữ Hán ấy, bài chữ Hán thì tinh tế vô cùng. Tam niên bất ngật tiểu suy yên, nhân sinh vô bệnh thị thần tiên. Hỷ tín nam phương liên đại thắng, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ta dịch ra là thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm. 3 năm tức là từ 65-68. Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần, mừng ngấy miền Nam vui thắng lớn. Một năm là cả 4 mùa xuân. Nhất niên 1 năm, tứ quý là 4 mùa, đổ xuân thiên là đều là mùa xuân cả. Đấy. Tâm hồn bác, Phạm Văn Đồng gọi là lộng gió bốn phương của thời đại, lạc quan tin tưởng, còn đau đớn thì giấu hết ở trong lòng, chịu đựng một mình thôi. Đấy là bác. Lại còn một cái chuyện này nữa này, bác cho mời một cụ già vốn là thân sinh ra bác sĩ chữa bệnh cho bác. Bác sĩ Nhữ Thế Bảo, cụ muốn ra thăm Hà Nội được một lần gặp bác như một nguyện vọng cuối đời. Bác xúc động, bác cho ra thăm. Bác dặn văn phòng là làm cơm để bác tiếp cụ. Bác nói thêm là cho bác một chai rượu nhỏ và một bao thuốc, thuốc lá để bác tiếp cụ, chứ bác không dùng đâu.
Thế vào bữa cơm, bác bảo là xin cụ cứ dùng tự nhị vật này cho tự nhiên. Còn tôi, bác sĩ không cho dùng nhị vật nữa cụ ạ. À. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được thưởng thức ở trong mơ. Nằm mơ thấy đấy. Nhưng cụ già xúc động lắm. Ai cũng xúc động. Trung ương biết cái chuyện này càng thương bác. Thế là các vị mới họp với nhau, mới bàn bạc quyết định có một nghị quyết về thuốc lá của Hồ Chí Minh. Nghị quyết đây nó gọi là cái không thành văn, tức là một cái lời giao ước, giao hẹn. Cái là nội dung giao hẹn tức là cấm tuyệt đối từ Tổng Bí Thư cho đến nhân viên phục vụ, không ai được hút thuốc lá trước mặt bác. Để bác bỏ cho nó dễ, các đồng chí thương bác mà. Bác đang cố gắng để bỏ thuốc mà ta lại hút thuốc thì có làm khổ bác không? Cho nên thương bác mà bỏ hết. Nhưng mà khốn nỗi là ở ta nó có cái đặc điểm này. Nghị quyết thì thông qua nhanh lắm. Nhưng mà lúc thực hiện thì mới chết đấy, mới khó đấy. Các đồng chí đang thực hiện nghị quyết, sắp xếp tổ chức bộ máy khó vô cùng đấy các đồng chí. Không đơn giản một chút nào đâu. Đường đi nước bước mà không cẩn thận, sai một ly đi một dặm này các đồng chí. Tôi chỉ nói riêng cái việc này thôi. Lúc sinh thời bác Phong có 9 tướng. Cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ có mấy chục tướng. Bây giờ công an và quân đội đông tới 600 tướng. Riêng điều này thôi, bây giờ sắp xếp lại là cả một đại vấn đề, không đơn giản đâu. Các đồng chí ở địa phương lại có cái khó riêng của mình, nhất là đối với Cao Lộc này. Đấy, tôi được đồng chí bí thư cho biết là có cái xã chỉ có 500 người, toàn người Giao mà, nhưng mà lại rất quan trọng. Thế bây giờ làm thế nào? Ở chỗ này phải rất sáng tạo, không máy móc được đâu. Trong công việc tổ chức bộ máy và trong chính trị nói chung thì sai một ly đi một dặm. Chúng ta phải chờ cái đề án của tỉnh đã, rồi ta xem áp dụng vào ta như thế nào cho nó đúng nhất và có hiệu quả nhất. Mà cái tiêu chí hàng đầu là ổn định lòng dân và cán bộ để tiếp tục phát triển. Vì luôn luôn ta chịu cái áp lực từ phía Trung Quốc. Thì ta nhớ cái điều của bác. Bác dặn chúng ta như thế. Một cái đặc điểm này nữa này các bạn. Tại sao mà trong cái cuộc tổng tiến công Mậu Thân ấy, bác nghĩ nhiều lắm về bản di chúc. Có thời kỳ bác sang Trung Quốc để chữa bệnh mà đi bí mật không công bố đâu. Bác dặn là chỉ chú Kỳ đi với bác thôi. Không đăng báo, không chụp ảnh, không đưa tiễn, tức là không có nêu cái gì cả. Bác đi chữa bệnh chứ không phải đi công việc. Thế mà sang đến Trung Quốc nhé, đất khách quê người, bác nhớ đồng bào đồng chí, nhớ các cháu nhi đồng lắm, bác khóc đấy. Bác viết một bài thơ dằn vặt như thế này nhé: thời gian đi chóng tựa đưa thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, ngàn dặm nghe vui tim thắng trận, một mình cô đơn không, một mình nằm tính chuyện xa xôi. Tính chuyện xa xôi là tính chuyện về cái chết, về sự ra đi và bản di chúc gửi lại cho dân như thế nào. Bác là như thế đấy. Mà bác vẫn cứ làm thơ. Là cái tâm hồn bác là tâm hồn nhà thơ mà. Mới có tinh mơ buổi sáng mùng 1 Tết, bác gọi ông Vũ Kỳ dậy, bảo lấy giấy bút cho bác làm việc. Ông Vũ Kỳ cũng lo chứ. Bây giờ ngày Tết, ngày nghỉ, bác đi chữa bệnh có việc gì? Thế là chuẩn bị sẵn sàng giấy bút lá càng việc. Bác nói câu này lại càng lo này. Bác không viết đâu, chú viết cho bác. Bác đọc chú viết, cứ viết đúng như bác đọc, như đọc chính tả. Bác đọc rõ cả dấu chấm dấu phẩy, chú cứ viết đúng như thế cho bác. Thế là hồi hộp lắm, các bạn không biết cái việc gì. Bác bảo chú chuẩn bị xong chưa, bắt đầu viết được chưa, mà thưa bác bắt đầu. Bác đọc thứ nhất này: đã lâu không làm bài thơ nào phẩy xuống dòng. Thế các bạn, các đồng chí, ông cặn, ông Vũ Kỳ cứ cặn cụi viết. Câu sau này: đã lâu không làm bài thơ nào, nay lại thử làm xem ra sao, phẩy xuống dòng.
Ông Vũ Kỳ vừa viết vừa lẩm nhẩm, thế là đích thị là thơ rồi, thế là yên tâm lắm. Câu thứ ba này, lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy. Thơ nó có vần mà, lục khắp giấy tờ vần chẳng thấy. Ông Vũ Kỳ cứ vừa viết vừa lẩm bẩm, quái lạ, mãi chả thấy thơ đâu. Thì bác đang đứng ngay đằng sau rồi, bác đọc thật to, bỗng nghe vần thắng, chiến thắng ấy, vút lên cao. Bốn câu là một tuyệt tác đấy. Con người bác như thế cơ mà. Trên các đồng chí học, bác học biết bao nhiêu điều, mà xét đến cùng đấy, làm sao chịu khó học, chịu khó đọc, chịu khó viết và suy nghĩ. Để làm cán bộ thì phải có một cái nền tảng văn hóa chắc chắn, thì hành động nó mới sáng tạo được. Nhất là người đứng đầu, đứng đầu là linh hồn, là thủ lĩnh của cả một cộng đồng. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Cán bộ nào thì phong trào đó, mà trong cán bộ thì người đứng đầu phải là tinh hoa ưu tú nhất. Học bác ta phải nhận ra cái điều đó. Năm nay ta phải nhớ lại cái sự kiện Mậu Thân, để các đồng chí nhớ dồn dập trong đời bác bao nhiêu điều đau đớn, nhất là từ lúc ngoài 70 trở ra. 70 tuổi thì bác chỉ đạo đại hội 3, 71 tuổi bác đi Liên Xô đàm phán giải quyết các bất đồng trong quan hệ quốc tế, 75 tuổi thì viết di chúc. Đây ta xem. Thế thì ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964 đấy, Mỹ gây hấn, nó gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, các đồng chí biết rồi, để nó đặt miền Bắc vào tình trạng chiến tranh. Mà đây là cuộc chiến tranh hủy diệt, nó đe dọa là đưa miền Bắc trở lại thời đồ đá. Mà bác 74 tuổi, bác triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt, người ta ví là hội nghị Diên Hồng của thời đại mới. Thì đấy là năm 64. Năm 65, năm 65 thì bác bí mật viết di chúc. Bác nghĩ thế nào mà bác lại đặt bút viết di chúc lúc 75 tuổi? Có đọc vào ta mới hiểu. Bác tưởng bác đi ngay năm 75 tuổi, rồi cố gắng chống chọi với bệnh tật, bác sống thêm được một chút nữa với chúng ta thôi. Chứ bác mới viết di chúc là thế đấy chứ. Đấy. Viết di chúc mà lại không buồn, mà lại vui. Bác ghi là mừng sinh nhật 75 tuổi. Một bên kia bác ghi là tuyệt đối bí mật. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là đừng nói lộ ra ngoài để dân lo. Chỉ khi nào bác đi rồi, chú hãy báo với Trung ương là bác có bức thư để lại đó. Bức thư là cái di chúc này. Bác khiêm tốn gọi là bức thư, còn ta gọi là tác phẩm cuối cùng của bác, cuối đời của bác. Ông Vũ Kỳ làm đúng lời bác dặn, lúc bác mất đến nộp cái tài liệu tuyệt đối bí mật này cho Trung ương, để Trung ương thảo luận xem đọc đoạn nào, chưa đọc đoạn nào. Ông Vũ Kỳ cũng nhân tiện xin phép Trung ương để báo cáo trước Trung ương về tiền tiết kiệm còn lại của bác. Ông đi lĩnh lương cho bác, bác có lương của Chủ tịch nước, tiêu dùng cho bác xong còn thừa đưa bác. Bác bảo chú giữ cho bác giữ tiền mà làm gì, may một cái túi vải đựng tiền thừa vào đấy, cần gì bác sẽ nói. Bác cho hết. Các cụ già thượng thọ 80 tuổi mà Chủ tịch nước còn nhớ ngày sinh cơ mà, các đồng chí có vĩ đại không? Bác gửi thư chúc thọ cụ, tiền và quà cho cụ rồi mà bác không quên khiêm tốn đến thế này, các đồng chí này. Chỗ này các đồng chí học bác, chúng ta đều là cán bộ chủ chốt cả đây, trong quan hệ với dân này, Chủ tịch nước mà lại xưng hô với cụ già 80 tuổi đó là cháu nhé. Duy nhất trên đời này chỉ có Hồ Chí Minh như thế đấy. Cháu xin thay mặt chính phủ chúc thọ cụ, chúc cụ sống lâu muôn tuổi để cùng con cháu kháng chiến kiến quốc đến ngày thắng lợi. Ở Việt Bắc lúc bây giờ bác 60 tuổi, cụ già 80 tuổi ở Hà Tây đấy, thì bác xưng hô như vậy cũng được, bởi vì là khiêm tốn. Nhưng mà cái vĩ đại là vì bác là chủ tịch nước, là lãnh tụ tối cao, mà như vậy thì trên thế giới có một không hai.
Các bà mẹ sinh 3, sinh 4, bác gửi thư, gửi đường, sữa, quà cho cả mẹ và con. Còn đâu ra tiền nữa? Bộ đội, công an, chiến sĩ, dân công, bác cho hết. Bác đi kiểm tra một cái đơn vị trực chiến phòng không, đặt các cái nòng pháo trên các cái nóc nhà, các đồng chí, thời chống Mỹ đấy. Mà bác nhìn xung quanh không có nổi một chai nước ngọt nào cho bộ đội. Bác buồn lắm. Bác bảo ông Vũ Kỳ là lấy hết tiền của bác ra đây, đi mua hết nước ngọt cho bác, gửi ngay ra cho các chú bộ đội, rồi bác sẽ góp ý với bộ quốc phòng sau. Thì còn gì nữa các đồng chí, không còn chỗ nào. Ông Vũ Kỳ đổ cái túi tiền xuống trước mặt Trung ương, đếm trước mặt Trung ương còn được có mấy đồng bạc. Có lãnh tụ nào mà như vậy không? Cho nên các đồng chí nhớ về bác, xin các đồng chí nhớ cái hình ảnh này này. Một con người hy sinh đến tận cùng, không gia đình, gia đình riêng ấy, không vợ con, không tài sản, không nhà cửa, chỉ có một trái tim, một khối óc, một tấm lòng bao la dành cho tất cả. Đấy là bác. Cái nhà sàn bác ở có phải của bác đâu. Nói theo ngôn ngữ thời nay nó là một nhà công vụ đấy chứ. Bây giờ là nhà bảo tàng. Trong bảo tàng để hai cái quạt của bác. Không phải là quạt máy sang trọng như bây giờ đâu. Một cái quạt mo cau và một cái quạt lá cọ. Quạt mo cau là ngày bác về Nghệ An thăm quê, tỉnh ủy biếu bác làm kỷ niệm. Và quạt lá cọ là tỉnh Phú Thọ biếu bác để bác nhớ kỷ niệm ngày kháng chiến. Vì Phú Thọ tức là rừng cọ đồi chè. Mà lúc còn khỏe, còn hút được thuốc lá đấy, bác lấy điếu thuốc lá châm vào cái quạt lá cọ, nó thủng một lỗ đấy. Khách nước ngoài đến thăm, họ cứ hỏi sao quạt của bác Hồ lại thủng thế. Thế các cháu thuyết minh trả lời thông minh lắm. Bảo bác Hồ của chúng tôi nghèo lắm, bác không có cái gì cả, chỉ có thế thôi. Bác đánh dấu tài sản của bác đấy. Đúng như thế các đồng chí. Để chúng ta thương bác đến mức xót xa các đồng chí. Và chính điều này này, vào lúc này là một bài học thấm thía để giáo dục cán bộ đảng viên về đạo đức của bác. Đạo đức cần kiệm liêm chính. Hơn thế, năm 1966, tức là sau khi viết di chúc năm 65, năm 66 bác ra lời kêu gọi. Lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước chống Mỹ. Mà trước đó 20 năm, ngày 19 tháng 12 năm 46, toàn quốc kháng chiến nổ ra, thực dân Pháp xâm lược trở lại, bác cũng đã có lời kêu gọi. Năm 46 là bác 56 tuổi, là chủ tịch nước. Năm 66 bác 76 tuổi, cũng là chủ tịch nước và chủ tịch đảng. Cứ 20 năm là một lời kêu gọi. 20 năm đời bác là một bước ngoặt gắn với số phận của dân tộc, của đảng ta. Nếu trong lời kêu gọi chống Pháp đấy là thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ, thì trong lời kêu gọi chống Mỹ là không có gì quý hơn độc lập tự do. 9 chữ bằng vàng của lịch sử khắc ở trong lăng bác, trong tường lăng bác. Ta đều biết cả. Đấy là năm 66. Đau đớn nhất, dữ dội nhất là sự kiện năm 67. Năm 67 tức là trước tổng tiến công Mậu Thân. Các đồng chí hiểu điều đó chứ? Nhất là các đồng chí trong bộ đội. Năm 67 bác đau lòng chứng kiến việc đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột qua đời. Mà ông mất lúc có 53 tuổi. Tài năng đang phát lộ, tuổi đang như thế mà mất. Ông mất do một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột trong một cái mùa hè ngột ngạt nóng bỏng đó. Chiến tranh Hà Nội thường xuyên mất điện các đồng chí, không chữa được. Mà ông là ủy viên Bộ Chính trị, là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà bác phong đại tướng một lần duy nhất, như kiểu tính giáp ấy, Võ Nguyên Giáp, để phái vào chiến trường miền Nam trực tiếp điều hành cái tổng tiến công Mậu Thân. Thì bây giờ tổng tiến công còn đang ở bên thềm thì ông mất. Đau đớn lắm chứ. Bác khóc ròng rã. Bác ký lệnh truy tặng cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh
huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất. Cái huân chương này duy nhất chỉ có một lần xếp hạng thôi, còn từ đó về sau không xếp hạng nữa, tức là để dành tôn vinh cho một người thôi. Đại tướng có hai người con, một người con gái đang học ở bên Trung Quốc, phải báo tin dữ là ba mất, về thắp hương cho ba rồi lại quay sang Trung Quốc học tiếp. Con trai là Nguyễn Chí Vịnh bây giờ đấy các đồng chí, lúc bây giờ bé xíu đấy này, bác thương xót bác toàn cho vào ăn cơm, bây giờ là thượng tướng, thứ trưởng quốc phòng, ủy viên Trung ương Đảng, con trai đại tướng Nguyễn Chí Thanh đấy. Cái chết của đại tướng này làm bác đau lòng lắm. Bác nói là bác mất một nửa sự sống, tim đau ngày một nặng, và ta phải treo một quả chuông nhỏ trước cửa nhà sàn để ai vào làm việc chuông reo bác đỡ giật mình. Bây giờ bác mất đấy, chuông không reo, đèn không sáng, rèm cửa khép lại đẫm nước mắt. Chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Câu thơ của Tố Hữu. Đấy, sự kiện dồn dập như thế thì đến năm 68 tổng tiến công tuy vĩ đại mà không trọn vẹn, thì bác không chờ thêm được nữa, năm 69 bác vĩnh biệt chúng ta. Đấy, phải hiểu mẫu thân trong bối cảnh đó. Thế còn đặc biệt nữa này, năm nay trong đảng và trong dân chúng ta cũng không quên mấy cái sự kiện tiếp theo. Các đồng chí công an thì đều biết cả, năm nay kỷ niệm 70 năm ngày bác có 6 điều dạy công an. Trong cái bức thư gửi ông Hoàng Mai là giám đốc công an khu 12 thời kháng chiến ấy, khu 12 là ở 7 tỉnh ấy, từ Bắc Giang đến tận Quảng Ninh, Quảng Yên. Ông Hoàng Mai làm giám đốc công an khu 12 có bao nhiêu tuổi? Có 26 tuổi mà lãnh đạo công an trên 7 tỉnh như thế. Sau này là một vị tướng, là giám đốc học viện an ninh, ông thọ được đến 82 tuổi thì ông mất. Đấy, trong thư gửi ông Hoàng Mai đấy, bác có dặn công an 6 điều. 6 điều này xin các đồng chí đọc nhé, nhất là công an. Đấy, và mỗi một người chúng ta phải tâm niệm thuộc lòng 6 điều này của bác. Vì bây giờ nghĩ lại thì không phải dạy riêng công an đâu, dạy tất cả mọi người chúng ta đấy. Cả 6 điều ấy ta đếm được đúng 51 chữ. Có 51 chữ thôi mà nó vĩ đại đến như vậy, toàn những tư tưởng lớn. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Thiên tài của bác là tổng kết những vấn đề lớn mà chỉ bằng hình thức giản dị với ngôn từ ngắn gọn nhất. 6 điều này là các tiêu chuẩn, các quan hệ, các chuẩn mực mà chỉ dùng đến có 51 chữ thôi. Đó là tài sản vô giá của công an và của cả dân ta, của đảng ta đấy. Tất cả chúng ta phải thuộc, phải thực hiện. Cho nên năm nay đảng ta làm lễ trọng thể lắm nhé, có cả thư của Tổng Bí Thư cơ mà, gắn biển ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang đấy, nơi đóng tổng hành dinh của công an thời kháng chiến. Thì chúng ta chắc cũng đều giữ cái sự kiện đó cả. Nhưng cũng có một điều đáng buồn, đúng ngày kỷ niệm 6 điều bác dạy công an thì chúng ta cũng đau đớn, bất đắc dĩ mà phải phát lệnh bắt thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Ta biết cả cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao cuối cùng lại dính vào tội phạm một cái vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ xuyên quốc gia. Bắt thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa xong bắt luôn trung tướng Phan Vĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang đấy. Ta thấy có đau đớn không? Nó mới cảnh tỉnh cho chúng ta một điều là rèn đạo đức là suốt đời, buông ra là học. Đấy, là thế. Bác ví là rèn đạo đức đau đớn như giã gạo. Nghe tiếng giã gạo đấy,
gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Rèn suốt đời đau đớn như giã gạo thì mới nên người được, mới từ bỏ được lòng tham tính tham, cái xấu cái ác, và mới trọn vẹn là người cách mạng cần kiệm liêm chính. Mà thiếu một đức thì không thành người, đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn. Nhưng mà ở đời thì lại nhân vô thập toàn, cho nên càng phải rèn luyện suốt đời. Nhưng các bạn nhớ cho một chi tiết này, bác nhấn mạnh là rèn đạo đức thì phải như giã gạo, nhưng mà dùng người, đối đãi với con người, đối xử với nhau chớ có dùng theo lối giã gạo. Thế là bác tinh tế lắm, cứ nhấc lên đập xuống theo kiểu giã gạo này. Bác ví là cứ nhấc lên đập xuống 3 lần thì tan nát cả một đời cán bộ. Đồng chí nào phụ trách tổ chức nhé, đồng chí Oanh trưởng ban tổ chức huyện ủy, dùng người chớ có dùng theo lối giã gạo, phải nghiêm khắc mà bao dung, phải thương yêu cán bộ. Thương yêu cán bộ không phải là vuốt ve chiều chuộng, tha thứ đâu, che chắn đâu, mà là nghiêm khắc để bảo vệ cán bộ, để cán bộ không rơi vào hư hỏng. Chứ hư hỏng đã, là việc đã rồi thì là cái trả giá đau đớn lắm. Đấy. Xung quanh tư tưởng của bác ấy không chỉ là khoa học mà còn là cách mạng, mà còn là nhân văn là thế. Thì các đồng chí phân biệt rõ là bác phân biệt rõ rèn đạo đức thì phải như giã gạo, nhưng mà dùng người phải nghiêm khắc mà bao dung, chớ có dùng theo lối giã gạo. Bây giờ tất cả các đồng chí đang chuẩn bị cho đại hội đảng nhé, công tác nhân sự là rất quan trọng, nhất là những thế hệ chuyển tiếp thì càng phải chú trọng cái đức và tài của cán bộ theo đúng lời dặn của bác. Năm nay còn có cái sự kiện công an là thế nữa. Năm nay lại còn kỷ niệm 70 năm ngày bác có lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Ai thi đua là người yêu nước nhất. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Câu nào đi câu đó nhé, như là chân lý của nhà Phật vậy. Đấy các mà các đồng chí, đấy là cái tài của bác, cái nhuần nhuyễn của bác. Bác dặn chúng ta cái chữ tiết kiệm. Bác nói là kiệm tức là tiết kiệm. Tiết kiệm là văn minh phải theo. Tiết kiệm không phải là bùn xỉn keo kiệt. Bùn xỉn keo kiệt là xấu phải bỏ. Còn tiết kiệm là tiêu dùng hợp lý, là văn minh phải theo. Bác có lần vui chuyện, bác vui, bác pha trò thế này này. Các chú có biết sự tích con cá gỗ của quê bác? Con cá gỗ là cái, nó cái sự tích nói về cái keo kiệt bổn xỉn của người miền Trung, người xứ Nghệ. Khổ quá nó sinh ra thế. Cho nên bác giải thích là nhưng phải thương ông bà cha mẹ mình, hoàn cảnh sống nó cay nghiệt quá, khổ quá nó sinh ra thế. Con cá gỗ thì ăn thế nào được, làm một con cá gỗ thì chấm vào cái nước muối đấy, giả vờ là có thức ăn thế thôi. Thì giờ nó thành cái tích là vấn đề keo kiệt. Thì bác bảo cái keo kiệt phải bỏ đi, nó xấu phải bỏ đi, lỗi thời. Nhưng mà tiết kiệm là văn minh phải theo. Bác nói thế này nhé, có đồng chí nào phụ trách tài chính, tài vụ thì nhớ câu này. Việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc, việc không đáng tiêu một xu cũng không chi. Thế là hợp lý. Mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng là mồ hôi nước mắt của dân. Thương dân thì phải tiết kiệm. Lãng phí là không thương dân. Tham ô tham nhũng là ăn cắp của dân, có tội với dân với nước. Những lời bác dành mạch đến như thế. Bác còn nói thế này này, người dân đóng thuế cho chính phủ để chính phủ có tiền trả lương cho công chức. Vậy mà công chức lười biếng, không làm việc vì dân vì nước thì đó là sự lừa bịp dân chúng. Thế các bạn, ta xem sâu sắc lắm đấy các đồng chí. Có lần mà bác phải thức trắng đêm không ngủ sau khi ký cái án tử hình. Chủ tịch nước mà y án tử hình không cho tha. Đại tá Trần Dụ Châu tham nhũng trong quân đội, lại một ông thứ trưởng bộ nông nghiệp, trước gọi là bộ canh nông,
Ông này thì không tham nhũng nhưng mà cũng đáng tội chết. Vì ông ấy giết vợ các đồng. Có tình riêng mà giết vợ. Chuyện nó vỡ lở ra, tòa án tử hình, bác y án ngay. Buông bút xong là khóc, khóc trắng lên. Trên đầu tóc bác xương ghi tóc bạc đấy, chắc đôi sợi cũng bạc vì chúng con, vì lỗi lầm của chúng con. Bác lại còn gọi tất cả các quan chức tham nhũng đến mà đã bị xử tội đấy. Bác hỏi thế này mà ai cũng khóc. Những cái giọt nước mắt ấy cũng thức tỉnh lương tâm, danh dự, cũng biết là sỉ nhục, nhưng mà nó muộn màng quá. Bác hỏi thế này, ở đời ai cũng là người thường, không có ai là thần thánh cả, bác cũng thế thôi. Đã là người thì ai cũng có khuyết điểm. Sống và làm việc thì khuyết điểm là chuyện bình thường. Chỉ có hai loại người không có khuyết điểm, hoặc không còn khuyết điểm. Một là còn nằm trong bụng mẹ, chưa ra đời. Hai là đã nằm trong áo quan. Chứ còn sống và làm việc có khuyết điểm là chuyện bình thường. Bác nói câu này để chúng ta yên lòng này. Càng làm lãnh đạo càng dễ mắc khuyết điểm. Do công việc phức tạp này, do áp lực của các mối quan hệ này, do bao nhiêu tình huống khác nữa này. Cho nên chúng ta phải thương các đồng chí lãnh đạo, trọng trách lớn lắm, nhất là người đứng đầu. Chăm dâu đổ đầu tầm, từ việc nhỏ đến việc lớn mà các đồng chí. Bảo khuyết điểm là chuyện bình thường. Điều quan trọng là có nhận ra không và có biết sửa hay không. Thế thôi. Biết sửa thì là tiến bộ, mà không biết sửa thì sẽ hư hỏng. Đấy. Thế bác nói như thế xong, bác hỏi chúng ta thế này. Bác cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm của bác là đã không dạy bảo các chú đến nơi đến chốn, để các chú hư hỏng, làm dân oán dân ghét. Bác nhận lỗi trước đồng bào vì thế. Đấy là bác cao thượng, bác bao dung thôi. Lỗi của chúng ta bác nhận là của bác ấy chứ. Bác nhận trách nhiệm là người đứng đầu mà ta làm gì? Đứng đầu toàn đảng, toàn dân cơ mà. Thế rồi gì nữa? Bác hỏi câu này mà ai cũng khóc. Bác bảo bây giờ bác hỏi các chú một câu. Ở nhà có bao giờ các chú ăn chanh cơm của vợ của con không? Mà sao các chú nỡ lòng nào lấy của dân đến như thế? Thế mà khóc với các đồng chí. Xót xa, những giọt nước mắt thức tỉnh dù là muộn màng. Bác nói tiếp này, bác cũng có khuyết điểm. Nhưng bác có quyền tự hào mà nói trước mặt các chú rằng đời bác không lấy một xu nào của dân cả. Chỉ lo cho dân thôi. Đứng ngoài vòng danh lợi, không màng danh lợi. Đấy. Chúng ta học bác phải đạo đức, ta nhớ cái điều đó. Thế thì lời kêu gọi thi đua ái quốc năm nay đấy, liên quan đến câu chuyện đạo đức của cán bộ. Thi đua là yêu nước phải thi đua. Bác đã lấy tên là ái quốc rồi nhé. Bác lại lấy tên là ái dân. Tên bác là Nguyễn Ái Quốc, ai cũng biết cả. Từ khi làm chủ tịch nước, bác lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Nhất là khi nói bác sĩ. Đồng chí nào trông tác trong ngành y thì biết. Bác là y đức là hàng đầu, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Phải chăm sóc người bệnh như người ruột thịt, nhất là phụ nữ và trẻ em. Bác không ký là bác Hồ không ai biết. Bác không ký là Hồ Chí Minh cũng chẳng ai biết. Bác ký mỗi chữ ái dân, Nguyễn Ái Dân. Ta cứ tưởng đấy là ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Đến lúc mà biết rằng đấy là tên bác thì ta mới vỡ lẽ ra đời bác chỉ xoay quanh chữ dân chữ nước mà thôi. Đến phút chót cũng thế thôi. Đấy, đấy là cả một triết lý sâu thẳm của đời bác mà ta phải noi theo. Có một điều này cũng cần phải nói với các đồng chí. Tại sao bác lại chọn ông Hoàng Đạo Thúy để thay mặt bác chỉ đạo thi đua yêu nước? Ông ấy là một nhà văn hóa lớn. Ông ấy là cục trưởng cục thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng. Cũng là một vị tướng tá cao cấp đấy. Thế mà bác nói thế này này. Bác cần một người có kiến thức, có kinh nghiệm mà lại xông xáo, xốc vác để chỉ đạo cái cuộc thi đua này. Bác tin rằng chú không từ chối nếu bác chọn. Còn bác biết rằng hiện nay bên quốc phòng cũng muốn cần chú. Nhưng mà nếu chú đồng ý
thì bác có thể dàn xếp được. Nguyên văn lời bác với các đồng chí nhé, ta xem bác có dân chủ không. Bác không bao giờ ra lệnh, bác cân nhắc, bác nêu vấn đề, bác gợi ý và bác dàn xếp. Ta xem phong cách dân chủ độc đáo của bác là thế đấy. Thế là ông Hoàng Đạo Thúy được bác mời sang để thay mặt bác chỉ đạo thi đua yêu nước. Ông ấy lo lắm chứ, biết là bác tài giỏi như thế, sâu sắc như thế, bây giờ chỉ đạo thế nào cho hợp ý bác là khó lắm. Thế là mới buột miệng hỏi bác một câu: thưa bác, bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Bác cười, bác bảo là: bác tin chú, giao cho chú thì chú phải nghĩ. Lại hỏi bác bắt đầu từ đâu? Thế rồi bỗng nhiên bác rút ra một chiếc quạt giấy, bác bảo bác tặng chú cái quạt. Cứ hai tay đỡ quạt bác cho, cứ nhìn bác chăm chú, chưa biết ý tứ bác thế nào. Bác bảo chú mở quạt ra. Thế là cái quạt giấy nó xòe nam lên này. Bác bảo chú quạt đi, quạt thật mạnh cho bác xem nào. Ông ấy quạt thật mạnh trước mặt bác. Và bác nói to: vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên. Bắt đầu từ đấy đấy các đồng chí. Đấy. Đồng chí nào là nhà giáo nào, ta quen phương pháp sư phạm trực quan rồi. Bác là nhà giáo, bác tinh tế thế đấy. Thế ai là người quạt gió? Tất cả chúng ta, đội ngũ chủ chốt, nhất là cán bộ tuyên giáo, nhất là các nhà giáo, các nhà văn hóa. Để công tác tổ chức cán bộ chọn cho đúng người tài giỏi để phụ trách vấn đề này. Đấy, ta xem bác là như thế. Bác lại còn nói câu này ta mới thấy mừng và an ủi chúng ta chứ. Bác bảo có những nghề đầu tư bao nhiêu cũng không tiếc. Bác chọn nghề thứ nhất là nghề dạy học, đầu tư cho giáo dục bao nhiêu cũng không tiếc. Đấy, các đồng chí ở huyện thì khó khăn lắm, ngân sách cũng hạn hẹp, nhưng mà xin các đồng chí có trọng trách này, đặc biệt quan tâm đến giáo dục, nhất là giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn của huyện chúng ta này. Vì Đảng đã chủ trương dạy về Bác Hồ từ mầm non trở lên. Đấy. Thứ hai này, đầu tư cho cán bộ Đảng, nhất là cán bộ về tuyên công tác tư tưởng tuyên truyền giáo dục, ta gọi là tuyên giáo. Đầu tư bao nhiêu không biết, miễn là minh bạch công khai, không có xà xẻo, không có khuất tất thế thôi. Chứ còn vì lợi ích chung thì không tiếc. Bác hiểu rõ lắm chứ. Đầu tư cho giáo dục là nơi vườn ươm của nhân lực và tài năng. Đầu tư cho ngành tuyên giáo là tạo động lực tinh thần cho toàn đảng và toàn dân. Nó sẽ tự khắc đẻ ra vật chất. Hơn thế, riêng các đồng chí làm tuyên giáo bác còn khuyên thế này, ta mới thấy lạ. Bác bảo các chú, các cô phải chịu khó mà đi nhà thờ. Không biết viện chúng ta có nhà thờ Thiên Chúa không? Phải chịu khó mà đi nhà thờ, phải xem các linh mục cha cố họ giảng đạo như thế nào mà thấm thía vào con chiên như vậy, thì các chú, các cô tuyên truyền đường lối của Đảng cũng phải thấm thía được như thế. Cái chỗ này là đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ tuyên giáo của chúng ta là còn mắc nợ nhiều lắm với cuộc sống đấy các đồng chí. Phải tuyên truyền sao cho nó hấp dẫn người nghe, thuyết phục lòng dân để nó đi vào cuộc sống được. Đấy, bác thấu đáo đấy. Về bác bó rồi, sau một cuộc hành trình 30 năm đi vòng quanh thế giới mà bác lại đặt tên núi Các Mác, suối Lenin. Ta về bác bó ta xem nhé. Bác lại vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ. Ở Thái Lan, bác như một nhà sư tên là Lý Thụy Thầu Chín, mặc áo nhà sư đi khất thực, tối xin ngủ trong nhà chùa như một Phật tử. Đây là vận động dân làm cách mạng đấy chứ, dân vận của bác đấy chứ. Đấy, ta xem thì những cái điều ấy thấm thía vô cùng các đồng chí. Bây giờ ta mới thấy nó sống động biết bao nhiêu, phải học và hành như thế nào cho xứng đáng với bác. Thì năm nay có cái sự kiện như thế nữa. Cuối cùng, năm nay có một sự kiện cảm động không thể nào không nhắc đến. 70 năm ngày bác phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, mà lúc phong có 37 tuổi. Lúc về với Bác Hồ 103 tuổi, vẫn chỉ có lon đại tướng, không có lon nào cao hơn. Vì cao nhất, cao phong một lần. Phong gì mà phong từ du kích lên đại tướng các đồng chí.
chỉ huy 34 đội viên du kích năm 1944 nhé, mà sau 4 năm đến năm 1948 bác ký lệnh phong đại tướng, mà có một đại tướng thôi. Đấy. Còn dưới là 9 người nữa là toàn trung tướng, thiếu tướng. Giỏi như Nguyễn Sơn mà chỉ có thiếu tướng. Giỏi như Trần Đại Nghĩa, nhà bác học sản xuất vũ khí, bác đưa từ Pháp về mà cũng chỉ thiếu tướng. Sau đó phong tiếp trung tướng làm cục trưởng cục quân giới. Quân giới là cục sản xuất vũ khí. Có Võ Nguyên Giáp, lại có Trần Đại Nghĩa thì mới có Điện Biên Phủ chứ. Mới có Điện Biên Phủ Việt Bắc và trên không chứ. Mới đánh được B-52 sau này. Đấy, bác bố trí con người như thế đấy các đồng chí nhé. Thì năm nay ta ôn lại sự kiện bác phong hàm đại tướng cho tướng Giáp. Các đồng chí cố đi về Thái Nguyên nhé, An Toàn Khô, ATK đấy. Đến Định Hóa Thái Nguyên đấy. Ta thấy có cả cái quả đồi gắn bia kỷ niệm. Đây là đồi phong tướng, là nơi bác chủ trì lễ thụ phong đại tướng cho Võ Nguyên Giáp 37 tuổi, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội. Đưa ra mặt trận Điện Biên còn là bí thư đảng ủy mặt trận, toàn quyền quyết định. Bác tiến đại tướng ra mặt trận có một câu thôi: ngoài biên ải, tức là ngoài chiến trường, tướng quân toàn quyền. Thắng thì đánh, chắc thắng mới đánh, chưa chắc thắng chưa đánh. Chỉ được báo về với bác và trung ương một câu thôi: đã thắng trận. Không báo gì khác. Lo chứ các đồng chí. Ông ra mặt trận mà điều binh khiển tướng thị sát trận địa, thức trắng liên tục 12 ngày đêm, đầu như bú bổ chứ các đồng chí. Vỡ ra chít khăn thế này, lót toàn lá ngải cứu đi các đồng chí. Võ Nguyên Giáp 37 tuổi, bác dùng người như thế đấy các đồng chí. Bác phong mà đến mức phương Tây nó phải sửng sốt không? Nó bình luận là phong tướng độc đáo nhất ở trên đời này chỉ có Hồ Chí Minh. Đúng là như thế không chị ạ? Từ du kích, đội trưởng du kích lên bộ trưởng, lên đại tướng có 4 năm. Từ du kích lên thẳng đại tướng. Nó hỏi bác mấy câu có ẩn ý lắm, kiểu chất vấn, phỏng vấn. Xin chủ tịch vui lòng cho biết nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Thế là nó chê mình là du kích mà các đồng chí, không có hải lục không quân. Bác lạ gì cái trò này của Tư Sản, bác biết ngay. Bác ung dung trả lời làm chủ tình thế. Bác bảo nguyên tắc của tôi dĩ nhiên là có chứ, mà lại dễ áp dụng. Thắng cấp nào tôi phong cấp đó, có thế thôi. Thắng tá phong tá, thắng tướng phong tướng. Ông Giáp phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng, tôi phong có một lần thôi mà. Tiểu sử của tướng Giáp nhé, không một ngày nào qua trường quân sự. Ông có một cái gì đó như trời cho các đồng chí, thiên phú, trời cho, thiên tài quân sự, gọi là đại tướng huyền thoại cơ mà. Có tên trong sử sách ngang hàng với Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn Đại Vương cơ. Mỗi một nước chỉ có một danh tướng đấy chứ, Việt Nam là hai danh tướng, Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp, ở hai thời đại khác nhau. Tiểu sử Võ Nguyên Giáp ghi là đánh thắng 4 đại tướng Mỹ, đánh thắng 11 đại tướng Pháp. Mà ông là một giáo sư sử học, vốn là một trí thức chứ có phải là nhà binh đâu. Giỏi thế. Mà giỏi hơn nữa là bác lại chọn được, lọt vào mắt xanh của bác. Khi còn rất trẻ, Phạm Văn Đồng dẫn Võ Nguyên Giáp sang tận Côn Minh để gặp bác, để bác huấn luyện chính trị cho. Mà đại tướng lúc bây giờ là trí thức đẹp lắm, trẻ đẹp lắm. Đến mức mà bác ôm lấy bác bảo là trời, chú đẹp như con gái vậy. Thế mà các đồng chí, đại tướng của chúng ta đấy, về già nằm trên giường bệnh lúc đi vẫn còn rất đẹp đấy. Nhưng mà bác trả lời như thế là bác hiểu là nó chê mình là du kích, cho nên bác có bản lĩnh nhận luôn là du kích đấy. Bác bảo chúng tôi đang làm chiến tranh du kích nên phong tướng của tôi cũng là phong kiểu du kích. Có thế thôi, đúng không? Kiểu du kích là thế nào? Là ông Giáp đã thắng đại tướng thì dĩ nhiên là đại tướng. Có thế thôi. Thế là ngang bằng, là khiêm tốn chứ, lẽ ra phải cao hơn. Đấy, ta xem câu trả lời đầy trí tuệ, đầy mưu lược. Đồng chí nào muốn hiểu hết cái phong cách Hồ Chí Minh ấy, chịu khó đọc hết những cái câu trả lời phỏng vấn suốt cả cuộc đời bác thì thấy được bao nhiêu điều quý giá. Nhưng nó có một chi tiết này,
mà nó liên quan đến Phó Nguyên Giáp và bác, một cái quan hệ thầy trò cảm động vô cùng. Lúc bác 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, Võ Nguyên Giáp chưa cất tiếng khóc chào đời, còn nằm trong bụng mẹ. Bác đi ngày 5 tháng 6 mà, thì đến 25 tháng 8 1911 Võ Nguyên Giáp mới ra đời cơ. Hai thế hệ mà sau này là một cặp bài trùng của lịch sử đấy chứ. Phương Tây nó bình luận là thầy và trò của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp ấy, nắm lại dòng chảy của lịch sử để nói cái tầm vóc vĩ đại. Và đặc biệt nữa cảm động, ta có ngờ đâu ngày làm việc cuối cùng của bác, cái tuần lễ cuối cùng rồi bác mất ấy, lại trùng với ngày sinh của đại tướng. Ngày 25 tháng 8 năm 69 là ngày làm việc cuối cùng của bác. Sau đó bác ốm liệt giường, mê man hôn mê, đau tim rất nặng, áp huyết không ổn định, mà dấu hiệu lại chảy máu bên trong mắt lại xuất hiện. Bác không có ăn uống gì, trung ương lo lắm các đồng chí. Ngày làm việc cuối cùng của bác, trên bàn làm việc của bác hôm đó vẫn để ngỏ tờ báo Nhân Dân ở trang thứ 3. Ngày 25 tháng 8 năm 69, bác đọc cái mục người tốt việc tốt. Bác chữa từng dòng từng chữ trong điều lệ hợp tác xã nông nghiệp. Bác dặn nhà thơ Tô Hữu chú nhớ diễn ca tư thành văn vần cho dân dễ hiểu dễ thuộc. Và cả cái cuốn sách dày như thế này của giáo sư Hà Văn Tấn biếu bác đang đọc, cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Đại thắng 3 lần đại thắng quân Nguyên. Thời nhà Trần nhé, cả nước Đại Việt có 4 triệu dân mà thắng như thế đấy các bạn. Cách mạng tháng 8 thành công chưa đầy 20 triệu người. Giải phóng miền Nam xong mới có trên 30 triệu người. Còn bây giờ 91 triệu người rồi. Cuối thế kỷ này chúng ta 135 triệu. Đảng ta từ chỗ chưa đầy 5.000 đảng viên. Đấy, đảng bộ các đồng chí còn đông hơn cả đảng viên toàn đảng hồi năm 45 đấy. Mà bây giờ 5 triệu đảng viên đông gấp 1.000 lần. Lẽ nào đảng lại không trong sạch vững mạnh? Đấy, câu chuyện đặt ra lúc này là thế này. Để ta biết càng phải học bác nhiều hơn nữa, hành động theo bác hơn nữa. Cái ngày làm việc cuối cùng của bác hôm đó là 25 tháng 8, đúng ngày sinh nhật của đại tướng. Có buồn mà bác linh cảm kỳ diệu lắm. Bác biết rằng không qua được, cho nên trước đó bác lại mời cả gia đình đại tướng đến ăn cơm. Chỉ còn một mình đại tướng thì thường xuyên rồi, và làm việc với bác, ăn cơm với bác, cũng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhưng lần này bác lại mời cả gia đình đại tướng. Bác có một tình cảm đặc biệt đấy. Bác nói đến thế này nhé: chú nhớ mời cả cô Hà. Cô Hà là ai các đồng chí? Cô Hà là vợ giáo đặng đại tướng, giáo sư Đặng Bích Hà đấy, phu nhân đại tướng. Bà ấy là giáo sư sử học, bố bà ấy là giáo sư Đặng Thái Mai, học giả hàng đầu của Việt Nam mà bác chọn làm bộ trưởng giáo dục đầu tiên đấy. Giáo sư Đặng Thái Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, là nhà nho nổi tiếng xứ Nghệ, là bạn thân thiết từ thuở thiếu thời với bố bác là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Đấy, quan hệ là như thế. Mời cả cô Hà, mời cả các con cháu chắc đến đủ ăn cơm với bác. Đại tướng thì rất đúng giờ vì là nhà quân sự mà không hiểu vì sao hôm ấy bác mời cơm cảm động như vậy, mời cả nhà mà lại đến muộn. Thì bác cũng sốt ruột. Bác bảo thôi tan cơm vậy, đại tướng lại bận việc mất rồi, chiến tranh mà, chắc có việc đột xuất rồi. Nhưng mà thế nào đại tướng cũng đến đấy, không sao đâu. Bác linh cảm cái gì nó xảy ra đúng như thế. Vừa mới nói xong, chưa ai ăn cả, bác còn đang chuẩn bị gấp thức ăn cho các cháu, thì gia đình đại tướng đã xuất hiện ở phòng khách. Bác mừng lắm. Bác cho gọi tất cả vào ăn cơm, thân tình như một người cha. Nhưng bác cũng phê bình. Dù bác phê bình, thật ra là bác là mắng yêu, âu yếm lắm. Bác bảo thế này này: đại tướng của bác
đại tướng của bác thân đến thế cơ mà. Mà cũng đến muộn vậy sao? Đại tướng trả lời thế nào các ông chí? Đại tướng trả lời rất con người nhé. Thưa bác, quân chủ lực thì bao giờ cũng nhanh nhẹn sẵn sàng, nhưng mà dân quân du kích tự vệ nó chậm lắm. Tức là vợ con ấy các đồng chí thì biết làm thế nào được. Thế là không khí nó đầm ấm hết cả. Nó đầm ấm như một gia đình. Và bác nói là đại tướng của bác chống chế cũng giỏi lắm. Bác gắp thức ăn cho từng người một. Mà thương nhất là tay bác cứ run thế này. Bác có ăn đâu. Bác toàn gắp cho con cháu. Bác có ăn đâu. Bác bảo là ăn thay cho bác. Ăn nhiều vào. Ăn hộ cho cả bác nữa. Bác nói câu này nhiều lần lắm với cả trí thức văn nghệ sĩ đấy nhé. Những người của bác rất quý trọng vì có tài. Bác nói câu sau mà ai cũng ứa nước mắt. Lúc ăn được thì chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn lại không ăn được nữa. Có đúng cuộc đời như thế không các đồng chí? Nỗi lòng như thế không? Chứ bác là một con người bằng xương bằng thịt, chứ đừng có thần thánh hóa bác. Ta có ngờ đâu đấy là bữa cơm chia tay cuối cùng. Rồi sau bác mất, nhưng cả gia đình đại tướng đưa tang khóc bác thống thiết như các đồng chí. Rồi đến khi đại tướng mất, đại tướng về với bác mà câu thơ khóc đại tướng cũng cảm động lắm. Đại tướng là họ Võ, mà tên bí danh là Văn mà. Văn Võ Song Toàn. Trên câu thơ khóc đại tướng hay nhất là câu này các đồng chí này: Văn lo việc nước, Văn thành Võ, Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn. Để nói về sự nghiệp. Mà tại sao đại tướng với bác lại trùng thế các đồng chí? Trùng hợp. Tim bác ngừng đập đúng 9 giờ mà lại thông báo 9 giờ 47 phút. Có lý do chứ. Vì đấy là cộng thêm cả 47 phút cấp cứu hồi sức cho bác mà không được. Thì lấy cái giờ đó không báo. Còn đại tướng đấy, trái tim ngừng đập đúng 6 giờ tối. Tức là 18 giờ. Nhưng mà thông cáo lễ tang lại ghi là 18 giờ 9 phút buổi tối. Thế là vì sao? Bác mất vào giờ viết di chúc. Còn đại tướng đi, ra đi vào đúng giờ mà lúc còn sống đấy, đại tướng toàn ngồi thiền. Ngồi thiền tĩnh tâm. Cho nên đại tướng là điển hình cho cái chữ nhẫn là thế đấy các đồng chí. Học được Bác Hồ. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, ông ngồi tĩnh lặng trong căn phòng riêng của mình, chắp tay hướng niệm Phật, ngồi là ngồi thiền. Thì đại tướng cũng đi vào cái giờ mà ngồi thiền ấy. Và đúng 6 giờ tối. Thế còn 6 giờ 9 phút là lẽ này. Là khi mà phòng bệnh của đại tướng ở trong quân đội, bệnh viện quân đội đấy, âm mỹ tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng kêu. Bác mất rồi mà kêu gọi khóc thảm thiết các bác sĩ y tá hộ lý. Đại tướng đã nằm trên giường bệnh, tóc bạc phơ, thanh thản. Thì có một người chiến sĩ trẻ, tân binh mới nhập ngũ đấy, mà anh chiến sĩ trẻ này lại có vinh dự được chọn làm người tiếp máu cho đại tướng. Sau lễ sinh nhật lần thứ 103, đại tướng gần như kiệt sức. Thế là phải tiếp máu khẩn cấp. Mà dòng máu thanh xuân này đã nuôi đại tướng thêm được ít ngày nữa. Nhưng mà rồi thì ai cũng phải đến lúc ra đi. Thì cái người chiến sĩ trẻ đó, khi nghe tin đại tướng đã mất rồi, anh chạy một mạch đến giường bệnh đại tướng. Anh làm một cử chỉ không ai bảo cả. Lặng lẽ mở máy điện thoại, áp sát vào tai đại tướng để muốn cho đại tướng nghe cái bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi. Thì như một phép màu kỳ diệu, đại tướng lại mở mắt. Ông nghe trọn vẹn bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi. Ông từ từ nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Lúc đó là đúng 6 giờ 9 phút buổi tối. Nó có cái chi tiết này, nó như huyền thoại các đồng chí nhé, mà lại là sự thật. Để các đồng chí nhớ đến bác, đến đại tướng, tướng Giáp và tướng Nguyễn Chí Thanh. Các đồng chí nhớ đến học trò kiệt xuất của bác. Còn thủ tướng Phạm Văn Đồng bác thương lắm.
Đại Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vị thủ tướng lâu năm nhất bên cạnh Bác, mấy chục năm làm thủ tướng. Những năm cuối đời ông toàn đeo kính đen, có nhìn thấy gì nữa đâu, toàn nói cho thư ký ghi thôi. Cũng bệnh như Bác, chảy máu bên trong đấy mắt. Thủ tướng lại còn có một cái cuộc đời riêng tư rất là đau khổ éo le. Bà vợ sinh được một người con trai ở trong kháng chiến, mà rồi mắc bệnh gọi là bệnh trầm cảm, suốt từ những năm 46, 47 đến bây giờ vẫn chưa đi được, vẫn cứ nằm đấy thôi. Mà thủ tướng thì về với Bác lâu rồi. Mà Bác biết cái chuyện đó từ lâu. Bác cho đi nước ngoài chữa bệnh mà lại sao không chữa được, không éo le, không chữa được. Gia đình nhà vợ thủ tướng cứ giục thủ tướng đi lập gia đình mới mà, để bà ấy lại, bà ấy là bà Cúc, để gia đình chăm nom. Thủ tướng khóc đấy nhé. Thủ tướng nói là không được, một ngày cũng là tình là nghĩa. Nếu bà ấy đi trước được cho nó đỡ khổ, tôi làm tang lễ chu đáo cho bà như trọn vẹn tình nghĩa. Còn tôi mà phải đi trước về với Bác Hồ, tôi không yên lòng chút nào cả. Thế mà đại thủ tướng thì về lâu rồi, bây giờ bà vẫn nằm đấy. Có được một người con trai đẻ ở chiến khu ở Sơn Dương Tuyên Quang, chứ đặt tên là Phạm Sơn Dương, anh ấy là thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, bây giờ cũng nghỉ hưu gần 70 mà phải chăm sóc mẹ. Cho nên ta mới hiểu vì sao Bác thương thủ tướng đến như thế. Đưa cho Bác một cái ô tô mới để Bác đi, vì ô tô Bác cứ toàn hỏng cả. Vất vả thương Bác, Bác nói ngay thế này: mang sang cho chú Tô. Chú Tô là thủ tướng đấy. Bác có đi đâu nhiều mà dùng xe sang. Thủ tướng là ngoại giao tiếp khách quốc tế mới cần xe sang, mang sang cho chú Tô. Cái gì cũng nhường hết. Cái nhà sàn Bác ở có 2 phòng chứ có nhiều nhặn gì đâu, mỗi phòng có 10 m². Thế mà mời Bác vào ở, Bác bảo Bác ở 1 phòng thôi, 1 phòng dành cho chú Tô. Thủ tướng thương Bác để Bác ở và làm việc, lấy cớ còn chăm sóc vợ con xin ra ở ngoài. Đấy. Những câu chuyện cảm động đến như thế. Mỗi lần sang làm việc cứ sợ Bác cô đơn lại ở lại ăn cơm với Bác, thế lâu dần thành một thói quen. Thế có cái nước nào mà tổng thống, tức là chủ tịch, với thủ tướng ăn với nhau suốt đời không? Ăn chung một mâm cơm, cùng một cái bếp. Ta ra Hà Nội mà vào nhà sàn thăm Bác, vào lăng viếng Bác, các bạn cố gắng đi thăm cái nhà 54, là cái nhà cấp 4 một tầng, ngoài gắn biển là nhà 54. 54 là năm 1954 làm sau Điện Biên Phủ, nấu cơm cho Bác và thủ tướng. Còn cái nhà 67 là làm năm 1967, năm chống Mỹ, là cái hầm tránh bom bi cho Bác, trong hình thức một cái ngôi nhà, mà Bác chỉ ở đó đúng 21 ngày rồi Bác mất. Vì Bác đau tim nặng quá, bác sĩ không để Bác ở nhà sàn nữa. Câu chuyện có thế đấy. Thế thì có một lần trong bữa cơm, Bác dặn thủ tướng thế này, các đồng chí này: chú nhớ làm ngay cho Bác một cuốn sổ chấm cơm. Bếp tập thể mà các đồng chí, sổ chấm cơm. Các bạn trẻ thì không hiểu được, có khi coi là chuyện cổ tích. Chúng ta những người đứng tuổi và sống thời bao cấp ấy thì biết, chấm cơm là để thanh toán tiền ăn cuối tháng. Bếp tập thể mà, chấm công là để lĩnh lương, có thế không? Chú nhớ làm ngay cho Bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho Bác là Hiền, Bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có 2 người tên là Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của đảng cả. Chữ liêm là thế đấy các đồng chí nhé. Bác có lương của chủ tịch, chú có lương của thủ tướng, lấy tiền đó mà thanh toán. Bác dặn ông Vũ Kỳ là thế này: Bác chỉ có một mình Bác thôi, các chú còn có vợ có con, cho nên mỗi lần Bác mời cơm các nhà lãnh đạo, mỗi lần Bác đón khách miền Nam và tiếp khách quốc tế, phải lấy tiền lương của Bác mà chi tiêu. Bác cấm các chú lấy tiền của quỹ chung, quỹ đảng. Là thế.
thì ta vào nhà bếp, ta quan sát cái bảng đen viết bằng phấn trắng chia làm hai cột còn nguyên hết mà, có thể chụp ảnh được các bạn làm gì. Một bên ghi thế này nhé, chữ của cấp dưỡng đấy, thức ăn của cụ Hiền, tức là bác, bên kia là thức ăn của ông Lành. Ta dịch cho khách nước ngoài xem, nghe mà không ai không lấy khăn tay lau nước mắt. Tại sao trên đời có một vị lãnh tụ cao thượng đến như thế, sống khắc khổ đến như thế, làm gương mà các đồng chí. Một bát cơm, cơm trắng, một bát canh rau cải hoặc rau muống, mấy miếng thịt diêm, một khúc cá kho, mấy quả cà sứ nghệ. Lãnh tụ, thủ tướng thì ăn ít lắm, một củ khoai lang nướng hoặc luộc, một nắm xôi nhỏ, một bát súp ngô hoặc bát cháo ngô cho thủ tướng, có thế thôi. Đã một thời Bác Hồ và các lãnh tụ của chúng ta sống như thế, ta mới hiểu tại sao bây giờ đảng ta phải ghi vào văn kiện là xây dựng đảng về đạo đức. Vì đây là cái chỗ hết sức quan trọng. Đạo đức không trong sạch, không tốt ấy, thì chính trị, tư tưởng, tổ chức đều hỏng cả. Lúc này đạo đức là quan trọng nhất. Là thế, đức là gốc là thế đấy không? Bao nhiêu chuyện như vậy có thể kể với nhau ta, để nói về phong cách của bác. Bây giờ ta đi vào cái ứng xử. Ứng xử Hồ Chí Minh thì có thể nói là để cả thế giới ca ngợi. Người ta coi bác là thánh, coi bác là Đức Phật. Đấy, là thế đấy không? Mà bác có một cái phong cách lạ lùng đấy này. Giản dị, tự nhiên, không có màu mè, không có cái gì cao đạo, ai cũng gần gũi được. Có cái lãnh tụ nào như bác Hồ đâu mà bế các cháu lên mà nó còn vuốt râu bác không? Thanh niên nữ đấy, nữ thanh niên, các cô gái này đến gặp bác để nói chuyện, chưa kịp nói đã khóc vì xúc động quá. Thanh niên nam giới chúng ta này chỉ thích đến gần bác, ngồi cạnh bác để ngắm bác hút thuốc lá rồi xin thuốc bác. Bác hút thuốc lá mà bác phải như thế nào mà ta mới tự nhiên thế được chứ? Mà bác ứng xử tự nhiên lắm, rất là hồn hậu, giản dị, không một chút cao đạo. Gần đây này, trước khi lên với các đồng chí, tôi nhận được một cái cú điện thoại, hóa ra của một cụ già 93 tuổi. Cụ ấy đã xem tất cả những bài giảng của tôi rồi. Cụ gọi điện, cụ nói thế này này: tôi là người cắt tóc phục vụ bác 16 năm liền ở Việt Bắc, vẫn còn sống đẹp lắm, tóc bạc như cước, da rất đẹp hồng hào, 40 năm liền làm việc ở văn phòng trung ương, minh mẫn lắm, vừa rồi còn xuất bản một cuốn sách kể chuyện bác Hồ cơ. Ta xem, chúng ta có tấm gương như vậy. Thế cụ mời đến để đàm đạo và cụ tặng sách để biết thêm tư liệu về bác, thì mới hiểu ra rất nhiều điều quý báu. Lúc mà cắt tóc cho bác ấy, bác hỏi thế này này: thế chú có biết nước mình ai to nhất không? Bảo thưa bác là to nhất, bác là chủ tịch nước mà. Bảo thế mà chú vít cả đầu cả cổ bác. Ta thấy không? Cắt tóc mà các đồng chí, giản dị hồn nhiên thế chứ các đồng chí. Ta mới thấy được vĩ đại của các đồng chí. Thế thì có một lần mà bác đang trả lời một nhà báo nước ngoài, mà ông này là báo người Anh. Anh là nước Pháp đồng loại xâm lược Việt Nam. Nhưng mà nhà báo thì người ta có văn hóa, bác cũng rất là thân thiện. Mà các nhà báo phỏng vấn bác nhiều lắm, bác trả lời mà bằng tiếng Anh hết nhé, không có một cái rào cản nào cả, vì tiếng nước nào bác cũng biết cơ mà. Nó toàn tự học cả các đồng chí, thế mới giỏi. Thế bác đang trả lời nhà báo người Anh bằng tiếng Anh, thì mấy ông nhà báo người Việt chúng ta lại cứ lởn vởn đi qua phòng khách của bác. Bác trông thấy bác bảo: các chú vào cả đây, bác giới thiệu với bạn đồng nghiệp nước ngoài để các chú làm quen. Bác luôn luôn chú trọng là thân thiện và hợp tác, thêm bạn bớt thù. Thế ta lại trả lời bác là: nhưng mà chúng cháu lại không nói được tiếng Anh, mới độc lập xong đã học hành gì đâu. Bác bảo không sao cả, nói tiếng Việt cũng được, bác dịch cho. Lãnh tụ và thế đấy, bác dịch cho. Bác bao nhiêu lần làm nhân viên phục vụ chúng ta mà chúng ta có biết đâu. Hồn nhiên thế.
Thế là vào bác giới thiệu xong, bác bảo bây giờ các chú hỏi đi, hỏi bạn nhà báo người anh, hỏi gì cứ hỏi, bác dịch cho. Ai lại hỏi hỏi như cãi nhau cơ. Thế thì còn thân thiện cái gì được nữa. Hỏi thế này này, tại sao đến giờ, tức là giờ này, các ông vẫn không chịu công nhận nền độc lập của Việt Nam? Ra vẻ chính trị cao lắm đấy. Bác nghe bác cứ tủm tỉm cười. Hóa ra chính trị như thế là tồi nhất. Hỏi thế là vô nghĩa. Liên Xô còn chả công nhận, Trung Quốc còn chả công nhận, bây giờ bảo các thằng thực dân Anh cũng công nhận. Vô nghĩa. Bác cứ tủm tỉm cười. Bác hứa là dịch cho chúng ta mà bác có dịch đâu. Dịch thế để hỏng hết. Bác toàn sáng tác được cái làm gì. Thế mới giỏi. Ta hỏi thế mà bác dịch thế này nhé. Bạn thấy Hà Nội của chúng tôi thế nào? Có hay không làm gì? Nó trả lời là Hà Nội của các bạn đẹp lắm. Thủ đô Hà Nội rất xinh đẹp. Mà lại có Hồ Gươm rất là xanh nước biếc thế này. Nên thơ lắm. Ta cũng chả hiểu sao bác lại dịch như thế. Ta lại tấn công tiếp. Tại sao các ông lại đồng lõa với thực dân Anh, thực dân Pháp ấy, để xâm lược Nam Bộ của chúng tôi? 23 tháng 9 Nam Bộ đã kháng chiến rồi mà. Bác nghe xong bác cũng cứ tủm tỉm cười. Bác có dịch thế đâu. Bác dịch thế này mới hay chứ các đồng chí. Bác bảo bạn thấy phụ nữ Việt Nam thế nào? Bác rất là con người, rất tinh tế. Chà báo trả lời là phụ nữ Việt Nam đẹp lắm. Rất là hiền hậu, dịu dàng. Mà cái tà áo dài thì rất là mềm mại, nên thơ. Thế là bác tiễn nhà báo người Anh ra khỏi phòng khách. Bác giữ chúng ta lại, bác phê bình. Bác bảo thế này này, các chú là nhà báo mà các chú kém chính trị quá, không chịu để ý đến chính trị. Người ta có phải chính phủ đâu mà các chú đi cãi vã với người ta. Thế mà người ta là nhà báo phải thân thiện, người ta mới ủng hộ mình, người ta mới quảng cáo cho mình chứ. Phải gây thiện cảm là quan trọng lắm. Đấy, ta xem bác tinh tế thế. Phong cách này ta phải học bác. Nhất là các đồng chí đứng đầu. Đứng đầu tức là tính từ cấp ủy, bí thư này, đến chính quyền là chủ tịch ủy ban này, hội đồng nhân dân này, đến các đoàn thể, mặt trận, nhất là mặt trận. Vì mặt trận tức là một cái liên minh đoàn kết, trong đó gồm rất nhiều thành viên. Phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, các đồng chí có cả hội nông dân. Đứng đầu là những người như thế. Thế nhưng mà trong đảng ta thì lại khác. Trong đảng ta là theo chế độ lãnh đạo tập thể, mà cá nhân thì phụ trách. Từ khi bác mất đến giờ không ai làm chủ tịch đảng. Chủ tịch đảng chỉ dành riêng cho bác thôi, là người sáng lập. Còn cao nhất trong đảng bây giờ là tổng bí thư, tức là đứng đầu ban chấp hành trung ương, đứng đầu bộ chính trị và ban bí thư. Thì các đồng chí cũng vậy. Đồng chí bí thư đây này thì đứng đầu cả một tập thể cấp ủy này, thường vụ này, thường trực này, và cả cái cấp ủy đó. Thì người đứng đầu luôn luôn phải là người tinh hoa, gương mẫu, linh hồn của cả một tập thể, một cộng đồng. Mọi người nhìn vào để học tập noi gương. Các đồng chí cố gắng rèn luyện được cái điều đó. Ở cơ sở cũng thế nhé, ở ngành nghề nào cũng vậy thôi. Thì ta học bác để mọi phương diện như vậy. Ai lại có một lần mà bác đi Pháp, bác đi với tư cách là người đứng đầu, nguyên thủ quốc gia, mà cái chuyến đi này vất vả vô cùng, sóng gió, đi đi những 5 tháng liền. Bây giờ tổng thống các nước đi thăm nhau có khi 1 ngày, 2 ngày, thế thôi chứ. Đấy này, hôm nay là tổng thống Hàn Quốc và Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên ngồi hội đàm với nhau, tháo cái ngòi nổ chiến tranh nguyên tử đấy. Đấy, ta xéo dõi nhé. Thế thì bác đi Pháp 5 tháng liền, có phải đi chơi đâu, có phải đi thăm đâu. Đấy là đi chiến đấu về ngoại giao đấy chứ, giành hòa bình và thắng lợi cho dân tộc mình chứ, mưu lược lắm. Thế trong chuyến đi này thì thứ nhất là bác chọn thư ký. Bác chọn ai các đồng chí? Bác chọn ông Huỳnh, Vũ Đình Huỳnh. Thế câu chuyện này nó lại liên quan đến Phong Tá, Phong Tướng. Năm 46 đã đi Pháp. Bác đi trong tư cách là nguyên thủ quốc gia, cần có sĩ quan hộ tống.
mà năm 46 chưa phong cho ai cả, năm 48 mới phong cho ông Giáp. Thế bây giờ làm thế nào để có sĩ quan cao cấp đi hộ tống Bác? Bộ Ngoại giao lo lắm, không biết làm thế nào cả. Ngày giờ đi đến nơi rồi mà chưa tìm được giải pháp. Thế là mới điện sang xin ký Bác, xin ý kiến Bác. Bác bảo bây giờ các chú làm ngoại giao, các chú nói cho Bác biết này, kinh nghiệm của các nước, tổng thống mà đi thăm nước ngoài thì sĩ quan tùy tùng là lon gì, chức gì là được. Bảo thưa Bác, ít nhất cũng là đại tá. Đại tá là cao cấp. Bác bảo có gì đâu, chú Huỳnh là thư ký của Bác đợt này, thì từ giờ trở đi chú Huỳnh đóng vai đại tá Vũ Đình Huỳnh cho Bác. Bác phong ngay lập tức mà ra đây. Bác biết thừa đây nó chỉ là cái trò ngoại giao, có cái gì đâu, có làm gì. Thế thôi, nó đi rồi có sĩ quan thì nó sang trọng quý phái chứ có gì đâu. Bác phong ngay. Ông Giáp là đại tướng đầu tiên, ông Huỳnh là đại tá đầu tiên là tướng. Lại một vị nữa rất giỏi, rất tốt, hoàn toàn xứng đáng để bạn thăng hàm lên cấp tướng, mà cứ chết dí ở đại tá, không lên được. Chỉ vì cái hiệp định Geneva nó quy định là các trưởng đoàn quân sự giám sát lẫn nhau, tất cả đều lon đại tá. Chỉ có 2 năm là xong hiệp định, ai ngờ nó phản bội, nó kéo dài 21 năm. Thế là cả tuổi xuân trôi qua đi hết cả, thiệt thòi, đành chịu hy sinh. Học gương Bác có thắc mắc gì đâu. Nhưng mà cũng có lúc ngồi tâm sự riêng với Bác. Ông là đại tá Hà Văn Lâu, người Huế, rất là nhỏ nhẹ, dịu dàng. Hỏi Bác một câu là: thưa Bác, tình hình này thì bao giờ mới thắng hoàn toàn hả Bác? Bác bảo yên chí, tên chú là Lâu cơ mà. Đấy, Hà Văn Lâu mà các đồng chí. Bao nhiêu điều sinh động, nó là phong cách đấy các đồng chí. Bác vui để chúng ta vui thôi, chứ Bác đau lắm chứ. Bác dằn vặt lắm chứ, giấu kín trong lòng. Ngày nào mà đầu rơi máu chảy của miền Nam làm cho Bác xót xa. Bác vui để chúng ta vui thôi. Sau này chính phủ ta phải có biện pháp đấy. Dù là đại tá không lên được thiếu tướng, nhưng mà phải cử đến chức thứ trưởng ngoại giao, và cử làm đại sứ đầu tiên Việt Nam tại Mỹ và tại Cuba. Ông ấy mất ở Sài Gòn mà tổ chức tang lễ trọng thể lắm, dù chỉ là đại tá. Vì đây là nhân chứng lịch sử trời Bác, mà học cái câu trả lời của Bác để thấy Bác phong cách của Bác độc đáo như thế nào. Thế còn trong cái chuyến đi Pháp này, ai lại nói lại bố trí Bác về bằng đường biển ấy, chứ không về đường hàng không, không máy bay. Lênh đênh trên biển cả, hàng tháng trời mới cập đến Hải Phòng. Thế mà giữa biển khơi thì nó lại đánh điện là đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh về Vịnh Cam Ranh, Cam Ranh tít tận Nha Trang, Khánh Hòa để hội đàm với cái tên cao ủy Đông Dương, tên là Đắc Răng Liêu. Mà lòng dạ Bác như lửa đốt, muốn về nhanh để còn triệu tập khẩn cấp hội nghị trung ương để bàn về chiến sự chứ. Bác đồng ý đi để xem nó thế nào, và cũng là một tận dụng một cơ hội cuối cùng về hòa bình thế này. Nó bố trí một chiến hạm lớn diễu võ dương ngoài, nòng đại Bác chĩa thẳng về phía Bác. Bác biết là nó bao vây mình. Bác ung dung thanh thản, tươi cười đến gần miệng pháo, Bác lấy tay bịt nòng pháo. Đấy là một thông điệp về hòa bình. Ý là gì? Không chiến tranh nào đe dọa được Việt Nam và đe dọa được tôi đâu. Yêu hòa bình bao nhiêu nhưng cũng không sợ chiến tranh. Khi cần phải chiến tranh chấp nhận ngay. Nó sợ chứ các đồng chí. Nó không ngờ Bác có bản lĩnh như vậy, đấu dịu ngay. Nhưng nó vẫn bị gài bẫy ngoại giao. Nó lại tổ chức ra câu hỏi khiêu khích. Nó bố trí hải lục không quân đứng hình vuông xếp hàng, nghi lễ rất đẹp, gươm súng tuốt trần để chào Bác, ra vẻ rất là trọng thị. Nhưng thực chất nó gài bẫy ngoại giao. Nó hỏi một câu thế này này: Chủ tịch đang bị đóng khung hình vuông này này, Bác đứng giữa hải quân và lục quân không quân, Chủ tịch có cảm giác mình đang bị bao vây không? Bác trả lời thế nào? Bác trả lời lại một lần nữa, giành được thế thắng và nó sững sờ.
Bác bảo các ngài nhầm to, các ngài chỉ là cái khung ảnh của tôi thôi. Có đúng không chứ? Đang chụp ảnh quay phim thì bác là tấm ảnh chứ. Còn có xung quanh dù thế nào thì là cái khung ảnh. Đấy, bác là thế đấy các bạn. Có bao giờ mà chúng ta có được một lãnh tụ như thế, mưu lược trí tuệ như thế, biến bại thành thắng, biến nguy thành an, biến bị động thành chủ động. Bác là người lãnh đạo cần cái bản lĩnh đó đấy các đồng chí. Các đồng chí vận dụng vào công tác cho thầy. Nó không ngờ bác lại như vậy, cho nên nó bắt đầu phải đấu xịu. Mà bác rất bao dung, bác cho qua, bác chủ động ôm hôn. Bác còn nói là ngài là một người lính dũng cảm của nước Pháp, tranh thủ tối đa con người đấy, dù nó là thực dân. Đấy. Mấy đồng chí chúng ta đi tháp tùng bác cứ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao bác lại có cái ứng xử kiểu đó, hôn cái tên thực dân. Mới có ý trách bác, bảo sao bác lại hôn nó, tại sao bác lại hôn nó. Bác trả lời thế này có hay không? Bác bảo đánh nhau thì đánh nhau, hôn nó một cái có mất cái gì đâu. Đúng là Hồ Chí Minh các đồng chí. Phong cách văn hóa nó phải thế chứ các đồng chí. Hai nữa là có lần bác triệu các tổng biên tập đến báo chí đấy, bác phê bình. Một là các chú đưa tin không chính xác, thậm chí lộ bí mật, phải sửa. Hai là các chú biên tập không kỹ, không tốt. Người ta viết sai, nói sai mà không chữa, cứ thế mà đăng lên. Bác dẫn chứng cho chúng ta xem nhé. Ai lại đồng bào yêu quý bác, chúc thọ bác nhân ngày sinh nhật mà lại chúc thế này này: chúc Hồ Chủ tịch bách niên giai lão. Bác hỏi các chú có biết câu này là thế nào không? Đây là lời chúc đêm tân hôn dành cho cô dâu chú rể. Khổ thế đấy các đồng chí. Mà bác thì có ai đâu mà lại chúc thế, mà phải chữa không chữa. Một cái điểm nữa này, các chú đăng tin rằng đảng và nhà nước đón các đoàn đại biểu quốc tế, có ngày đón 2-3 đoàn. Thế mà đoàn đăng trước, đoàn đăng sau, đoàn tin lớn, đoàn tin nhỏ, ảnh thì đoàn thì đẹp, ảnh đoàn thì xấu. Các chú không sợ người ta chê mình, người ta chê mình là nhất bên trọng, nhất bên khinh, có hại về ngoại giao. Bác tinh tế thế. Thì các đồng chí làm công tác này cả đối nội, đối ngoại, nội trị, ngoại giao phải tính các đồng chí. Nhất là trên cái địa bàn Lạng Sơn có cửa khẩu này, du lịch, khách quốc tế qua đông, ta phải tỏ rõ là cốt cách văn hóa. Thì đấy mới là xứng đáng, mới là học bác. Chưa kể đến một cái chi tiết này mà chúng ta không bao giờ quên cả. Đó là tại sao mà trên ngực áo của bác lúc ra đi không hề có huân chương, không một tấm huân chương. Huân chương Lenin tặng bác cũng từ chối. Huân chương sao vàng cao nhất của nước ta bác cũng từ chối. Bác dặn là chỉ tặng một người thôi. Bác giới thiệu tặng cho bác Tôn Đức Thắng, người An Giang là của miền Nam mà. Tặng bác Tôn là tặng cả miền Nam. Còn với bác khiêm tốn nói là bác chưa xứng đáng để tặng huân chương. Câu này thật là vĩ đại nhé. Bác như thế mà bác nói là không xứng đáng, chưa xứng đáng. Bác nói là bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn, hoãn lại chưa muộn, đợi giải phóng miền Nam xong đã, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Thế rồi bác đi có kịp nhận đâu. Thế là trên ngực áo không một tấm huân chương. Nhưng các đồng chí đừng quên là ngực áo của bác ướt, cả cái khoang ngực này ướt. Nước mắt của 6 bác sĩ trong đội y tế đặc biệt của Trung ương thay nhau cấp cứu hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại. Vừa hồi sức cho bác mà vừa khóc nhỏ nước mắt xuống ngực bác, chỉ muốn cầu mong có một phép màu nhiệm nào được chiết thay cho bác để tim bác đập lại mà không được. Đấy, thì nước mắt trên ngực áo là của bác sĩ. Hai bên giềm gối nằm của bác cũng ướt. Đấy là nước mắt của bác từ hai con mắt
bác nhỏ xuống, nhất là lúc Tổng Bí thư Lê Duẩn vào thăm. Thăm bác thay mặt Trung ương, mời bác rời Hà Nội, đưa bác về cái vùng mà các đồng chí đã đến chưa, vùng Đá Trông. Các đồng chí Đá Trông là nơi để thi hài bác những năm chiến tranh, mà cái vùng này là bác đến sớm lắm đấy nhá. Điện Biên Phủ xong là bác đã về Đá Trông rồi đấy. Thời chống Mỹ bác chọn đó là nơi sơ tán cho Bộ Chính trị, và bác viết di chúc tại Đá Trông, cái rừng thông đó đấy, các bạn, rừng cây rất đẹp ở đó, có cây bụt mọc. Mời bác về Đá Trông để dưỡng bệnh, rời Hà Nội càng sớm càng tốt. Tại sao? Vì tình báo cho chúng ta biết nó sẽ ném bom không sót một đoạn đây này. Mà nếu tình hình chúng ta không giữ nổi thì tình huống xấu nhất xảy ra là Hà Nội chìm trong nước, mà bác đang ốm nặng như vậy. Chuyên mong bác rời Hà Nội, đưa bác về Đá Trông, nó cao giáo yên tĩnh để bác dưỡng bệnh cho đảng cho dân yên lòng. Bác có đi đâu? Bác khóc, bác bảo là bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Bác đã không ở nhà sàn vì leo cầu thang nó đã hại cho tim của bác. Bác đồng ý. Bây giờ bác ở cái nhà cấp 4 một tầng, cái nhà 67 đấy. Bác không đi đâu nữa, để bác ở đây thôi. Bác không nỡ bỏ dân mà đi được. Câu này đi vào lịch sử đấy các đồng chí. Bác nói tiếp này, đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Đời bác chỉ xoay quanh chữ dân nhé, ái quốc ái dân, còn dân các chú tính sao? Dân tức là cả đông dân đấy, quan trọng, chứ một mình bác để nói làm gì? Chưa kể là có lần họp Bộ Chính trị, đang họp thì máy bay báo động liên hồi, thế là tất cả xuống hầm. Xuống hầm ngay cái nhà 67 đấy. Bác bảo thế nào? Bác bảo các chú, tức là các ủy viên trung ương trẻ đấy, các chú vào hết đi, vào trước đi, vào hết đi, bác vào sau cùng. Bác có tuổi rồi, có gì bác chịu cho đấy, để các đồng chí lo cho bác, thương bác, biết tất cả sự kiện như thế. Thì đấy là sự kiện vì sao trên ngực áo không có huân chương mà lại ướt, vì sao trên gối nằm của bác lại ướt từ giọt nước mắt nhỏ xuống, mà gắn với cái gọi là suốt đời vì nước vì dân. Đấy, có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ đâu. Để hiểu rõ thêm thì chúng ta phải biết được những huyền thoại về bác. Huyền thoại thứ nhất là tên. Sống 79 tuổi mà mang những 175 cái tên. Chúng ta chỉ có một cái tên, chứ bác 175 cái tên mà chưa hết đâu, ta còn tiếp tục tìm thấy thêm nữa cơ. Đời bác là huyền thoại là thế. Các đồng chí cố gắng về tất cả những cái địa danh lịch sử nhé, Bắc Bó này, Tân Trào này, nơi họp đại hội đảng ở xã Kim Bình này, quê hương bác ở làng Sen này. Thế rồi là về những cái di tích ở bác như là ở Đá Trông, để hiểu thêm huyền thoại về bác. Trong số những tên tuổi bác mang ấy, nó có một đặc điểm là bác không có vợ có con, mà nhưng bác dùng rất nhiều lần tên phụ nữ, toàn tên đẹp: Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, vân vân, toàn tên bác cả. Thế chỗ này giải thích như thế nào? Chỉ có Phạm Văn Đồng mới hiểu. Ông nói là đấy chỉ là phép nghi binh thôi, chứ bác không có một chút riêng tư nào cả. Bác hoạt động trong vòng vây của kẻ thù, nó ghi vào sổ đen là Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm vì lật đổ nó mà. Nó kết án tử hình bác, vào tù ra tội bao nhiêu lần. Riêng ở Quảng Tây Trung Quốc 14 tháng giam cầm bác, đi qua 30 nhà tù tiều tụy như thế. Chuyện đấy chỉ là phép nghi binh. Nghi binh vì sao? Vì bác tố cáo đế quốc thực dân làm nhục phụ nữ, bác đứng ra bênh vực nhân phẩm cho phụ nữ, thì bác ký tên phụ nữ là đúng nhất.
nó hợp lý và để che mắt kẻ thù, chứ còn không một chút riêng tư nào. Trong số những tên là phụ nữ đấy, duy chỉ có một tên là có liên quan đến chị gái bác, đó là Hồng Liên. Liên tức là hoa sen các đồng chí nhé, Hồng Liên tức là hoa sen hồng, lấy tên bác là Hồng Liên. Thế tại sao lại bác lại lên Hồng Liên? Vì chị gái bác là Bạch Liên, bà Nguyễn Thị Thanh ấy, chị gái của bác có bí danh là Nguyễn Thị Bạch Liên, tức là một bông sen trắng. Thì bác đón chị, tiếp chị, em trai là bông sen hồng, chị gái là bông sen trắng. Có thế thôi, chúng toàn là tinh thần chứ không có một chút riêng tư nào cả. Đấy. Trong cuộc đời của bác, bao nhiêu tên ta muốn thuộc lòng, muốn hiểu hết phải đọc sách. Còn có thể quên đi thì ta cần ta mở sách ra, nhưng không ai quên được rằng chỉ cần một tiếng thôi đã là đủ. Tức là bác, bác tức là cái đại từ tượng trưng cho cái gì tốt đẹp nhất. Bác Hồ cũng thế, tượng trưng cho cái gì tốt đẹp cao cả nhất. Thế nhưng mà lạ lắm đấy các đồng chí nhé, chỉ vì cái từ bác này mà bác không lấy vợ được đấy. Ta cứ giục bác lấy vợ, thương bác quá. Bác bảo các chú cứ làm việc tốt đi là thương bác rồi, còn bác hy sinh cho đồng bào thì bác chịu đựng, không học bác chỗ này được đâu. Các chú phải có đôi, chứ một nó lẻ loi đơn chiếc lắm. Bác phải làm việc bằng hai người để cho nó có đôi, chứ bác có một mình thôi. Thế còn có lúc mà bác tâm sự với chúng ta, bác nói thế này, lúc bác buồn này, bác bảo cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai được. Ta thấy không, đúng là một con người nhỉ? Thế ai ở Việt Nam đầu tiên gọi là bác, rồi thành cả nước gọi, toàn đảng gọi, và bác cũng phải xưng hô là bác, chứ bác không lấy ai được. Bác thì lấy ai được? Hóa ra đồng chí Trường Chinh, đồng chí Trường Chinh quê Nam Định, học trò xuất sắc của bác, ông ấy trong cuộc đời 3 lần làm tổng bí thư. Có ai mà xuất sắc thế? 3 lần trong cuộc đời làm tổng bí thư, bên thềm cách mạng tháng 8 là tổng bí thư. Hội nghị Bác Bó, bác về nước chuyển hướng chiến lược trung ương, bác giới thiệu Trường Chinh làm tổng bí thư đấy, là một. Hai nữa là đại hội 2 năm 51 trúng cử tổng bí thư, rồi sau đó lại xin từ chức vì chịu trách nhiệm về cải cách ruộng đất thay cho tất cả trung ương. Bác cũng khóc đấy nhé, bác nói mà trong bộ chính trị là nếu cần bác cũng từ chức. Cái thời kỳ đó sai lầm nghiêm trọng. Đồng chí Trường Chinh cao quý lắm, nói là thưa bác, riêng bác phải ở lại, vì dân tộc, vì tương lai mà bác phải ở lại. Từ chức để tôi nhận trách nhiệm là người đứng đầu trung ương, tôi từ chức. Một thời các nhà lãnh đạo sống với nhau tình nghĩa cao quý thế đấy các đồng chí nhé. Thế và bác công khai phê bình mình, xin lỗi trước dân, còn các lãnh đạo cấp cao bác chỉ đạo kỷ luật, từ chức. Tổng bí thư từ chức, ủy viên bộ chính trị giáng một chức xuống ủy viên trung ương, còn ủy viên trung ương thì ra khỏi trung ương. Thời kỳ cải cách ruộng đất, người ta học được cái xử lý nghiêm khắc quyết liệt đó, mà nhất quán, nhất là gương mẫu, thì chắc là tình hình nó sẽ tốt lên. Nhưng phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau, có lý có tình. Bác là thế. Thế bây giờ bác nói là bác lấy ai được khi cả nước gọi bác là bác, là đúng. Ông Lê Duẩn giảng bài cho cán bộ cao cấp nghe, ông là tổng bí thư, bác là chủ tịch đảng, bác ngồi dự. Ông ấy giảng đúng cái chủ đề đại đoàn kết. Ông ấy dẫn ra một câu là thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn bể đông. Bác đứng lên nghe, bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác biết thuận với ai ở đây bây giờ. Rất là con người các đồng chí. Và bác giải thích là bác sẽ làm việc bằng hai người để bù lại. Trên trong chiến tranh ấy, ta có cái khẩu hiệu là mỗi người làm việc bằng hai vì Việt Nam ruột thịt. Là thế đấy các đồng chí.
Bác khuyên chúng ta là các cháu không học bác được đâu. Đừng có hút thuốc lá và đừng có không lấy vợ. Nó trái lẽ tự nhiên lắm. Phải có vợ, có con, nó mới hợp lẽ tự nhiên. Ta mới xót xa cho bác. Hay nữa là bác tiếp khách mà phụ nữ thì cứ khóc, mà nam giới thì cứ ngồi ngắm bác hút thuốc lá. Hai đối tượng này rất là khác nhau. Nữ vì xúc động quá, chưa kịp hỏi câu nào đã khóc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì các cháu gái dũng sĩ miền Nam ấy, ở miền Bắc ra thăm bác, các cháu được bác cho phép hỏi chuyện mà các cháu hỏi giống nhau lắm. Cứ hỏi đi hỏi lại là: thưa bác, chúng cháu cứ thắc mắc hoài, vì sao mãi đến giờ bác vẫn không có bác gái? Bác gái tức là vợ, là phu nhân. Bác chữa lỗi cho nhé. Bác bảo bác chưa có bác gái, chứ không phải bác không có bác gái. Chưa khác mà không khác chứ có làm gì. Bác rất chính xác về ngôn ngữ. Bác giải thích thêm này, đây là bác nói đùa thôi. Còn bác không có bác gái như cháu nói thì cũng không phải lỗi của bác đâu, lỗi của hội phụ nữ các cháu đó. Mấy bà nhà mình ở trung ương hội thật thà quá. Bác nói đùa lại tưởng bác nói thật. Họp lên họp xuống cơ đâu, chỉ bàn cái chuyện đi lấy vợ cho bác. Thế mà đã biết tiêu chuẩn của bác thế nào đâu, thế mới phải cử người đi hỏi. Đi hỏi thì xúc động quá, chưa hỏi đã khóc rồi. Các bà mới kiên nhẫn đi tìm một giải pháp. Không lẽ mấy chục vạn hội viên mà lại không có cái bà nào tính đàn ông? Thế nào cũng có. Thế đi tìm bằng được cái bà tính đàn ông, nói năng chăn chát không, hỏi ông hoang hoang cả. Hỏi bác mà như ra lệnh này. Đề nghị bác cho biết ngay lập tức tiêu chuẩn chọn người yêu của bác là thế nào, để chúng con còn chuẩn bị ý là như thế. Thế là rất thương bác chứ đúng không? Tấm lòng thì rất là trong sáng, nhưng mà hỏi thô quá, ai hỏi thế bao giờ. Bác cười, bác trả lời ngay là: các cô lại giục bác lấy vợ. Đã không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ mà các cô hỏi tiêu chuẩn thì bác nói ngay, bác không giấu. Bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Thế là mừng lắm đợi bác nói. Bác nói ra thì đúng là bác là một con người. Bác bảo chọn cho bác một người thật đẹp. Lấy vợ phải lấy người đẹp chứ các đồng chí, đúng rồi, thật đẹp cơ. Còn tốt là giỏi thì đương nhiên rồi. Nhưng câu sau thì chịu chết. Phải đẹp như tiên ấy. Đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thì lấy thế nào được các đồng chí? Không lấy đâu ra cả. Hóa ra là bác từ chối. Bác đưa ra một tiêu chuẩn nó không có thật trong đời để từ chối. Tức là các cháu cứ làm việc tốt đi là an ủi bác rồi. Còn bác hy sinh thì bác chịu được. Bác là một con người chứ, bác chịu được. Chuyện cô Huệ này là chỉ có trong tim thôi, trong tinh thần của bác thôi, không có trong cuộc đời vì có lấy nhau đâu, có ăn ở với nhau đâu. Đấy, là thế đấy các đồng chí. Một cái chi tiết này nữa này, cái đồng chí lái xe cho bác ấy, mới là cũng thương bác lắm, cũng giục bác lấy vợ. Bác cũng khuyên nhủ như thế. Ông kể cho ta nghe là mỗi lần mở cửa xe mời bác vào đưa bác đi làm việc, bác cứ quàng tay qua tôi dúi cho tôi hai điếu thuốc lá. Bác bảo là bác lấy trong bàn tiệc ra để phần chú đấy. Con người chu đáo đấy. Thế bỗng nhiên bác thấy cái khẩu súng ngắn ở đằng sau túi quần sau của ông nó mới lòi ra đây này. Bác bảo là cái chú lái xe cho bác mà cũng có súng mà. Thế được bác hỏi thì mừng quá, để khoe với bác mà. Bảo thưa bác, trung ương đã ra lệnh là ai cũng phải có súng để bảo vệ bác. Bác cười, bác bảo chú bắn được một phát thì địch nó bắn bác trăm phát. Cho nên bác phải dựa vào dân là chính chú ạ. Câu này hay lắm. Dựa vào dân là chính chú ạ. Đảng ta ghi vào văn kiện là dựa vào dân mà xây dựng đảng là thế. Con người của bác là thế đấy. Còn cái câu chuyện mà con trai nam thanh niên cứ ngồi cạnh bác ngắm bác hút thuốc lá, đợi bác hút được nửa điếu xong mới sửa tay ra, xin bác cho cháu.
Bác phải tự nhiên thế nào ta mới dám thế chứ. Bác có cho đâu. Bác lấy một điếu nguyên lành trong hộp bác cho, còn bác vẫn hút tiếp. Bác nói một câu này ta thấy có hay không? Sao mà chú khôn vậy? Gái một con thuốc ngon nửa điếu, chú lại xin của bác. Bác thế chứ các đồng chí. Đúng là một con người không có cái gì xa lạ. Tôi là một con người không có gì thuộc về con người lại xa lạ với tôi cả. Câu danh ngôn nổi tiếng thế giới từ thời Hy Lạp cổ đại đấy. Bác là thế đấy các đồng chí. Bác đọc tham luận tại hội nghị quốc tế cộng sản ở Liên Xô, lúc bác còn rất trẻ, tổ quốc của Lenin đấy. Bác nói trực tiếp bằng tiếng Nga, ai cũng thán phục. Bác đang trình bày tham luận, bác thấy nó nóng quá, mồ hôi nó vã thế này. Bác cho tay túi quần tìm khăn tay để lau, không có. Chắc đi họp vội quên không mang. Thế mà trên đoàn chủ tịch có một bà phụ nữ Nga tên là Vera, bà ấy yêu bác lắm đấy các bạn. Bà ấy đẹp lắm, mà nhân hậu lắm. Bà ấy lặng lẽ rút khăn tay đưa bác. Từ đoàn thu ký đến cái chỗ bục phát biểu có gần. Bác cảm ơn. Bác lau mồ hôi xong, bác đang chăm chú tham luận, bác cũng quên, bác đút luôn túi quần. Thế mà họp xong về quên không đưa lại. Về chỗ nghỉ nhà khách quốc tế đấy, mới nhớ ra, bác xin lỗi. Hôm sau bác giặt là tử tế sạch sẽ, đến sớm trao lại. Bà có lấy đâu? Bà ấy mỉm cười từ chối. Người Nga họ nhân hậu lắm. Đồng chí nào được đào tạo từ Nga mới hiểu. Bà ấy nói một câu thế này này: người Nga đã yêu ai mà trao khăn thì không bao giờ lấy lại. Một thông điệp như thế còn gì nữa các đồng chí. Người ta yêu bác thế không? Mà bác hy sinh hết, không một chút riêng tư. Bác cảm ơn xong, bác trả lời thế này này: dân tộc nào cũng có những mỹ tục. Mỹ tục tức là phong tục đẹp. Việt Nam chúng tôi còn có câu yêu nhau cởi áo cho nhau. Bác lịch thiệp thế chứ các đồng chí. Nào chúng ta học bác mà, chưa kể ngoại ngữ, hãy kể cái ứng xử. Bác tiếp khách phụ nữ lần cuối cùng, một đoàn phụ nữ khách quốc tế, toàn phụ nữ nổi tiếng đẹp cả. Trong đó có con gái thủ tướng Nehru Ấn Độ, sau này bà làm thủ tướng. Có cả nhà văn Pháp rất xinh đẹp là Madeleine Riffaut. Bà này yêu Việt Nam, yêu say đắm Việt Nam, vì bà cũng yêu luôn cả nhà văn Nguyễn Đình Thi của chúng ta. Mà không lấy nhau được vì chiến tranh nó éo le lắm, đến khóc với bác. Xin bác một lời khuyên, vì đã nhận bác làm cha rồi mà. Bác an ủi là hãy về nước chiến đấu. Cũng như bác ấy, bác phải rời tổ quốc nước Pháp của cháu về nước bác chiến đấu vì độc lập tự do. Nhưng suốt đời bác vẫn mang trong tim hình ảnh một người con gái, cô Huệ, mà ta vô tình quá. Bác tâm sự như thế rồi mà ta không phát hiện ra. Là chủ tịch nước mà bác lại hóa trang đi ra tận chợ Đồng Xuân tìm mua một bó hoa Huệ về thắp hương cho mẹ mà ta không gì để ý. Bác trồng một khóm hoa Huệ trong vườn bác, bác tặng hoa cho các cháu gái, cứ một bông hồng một bông Huệ, ta ít để ý lắm. Đều có ý nghĩa cả đấy các đồng chí. Tên loài hoa lại trùng với tên một người con gái, Lê Thị Huệ, mối tình đầu duy nhất của bác đấy. Mà thời trước vì ta cứ thần thánh hoa bác, ta cấm đoán không cho kể. Bây giờ ta có thể nói hết. Nói hết để hiểu bác đầy đủ bao nhiêu, thì thương yêu bác bấy nhiêu và học bác tốt bấy nhiêu. Đấy, câu chuyện là như vậy. Lại một cái chi tiết này nữa này. Bác tiếp khách đoàn phụ nữ quốc tế như vậy mà bác dặn văn phòng là không cần bố trí phiên dịch. Bao nhiêu nước mà bác lại không cho phiên dịch. Bác bảo để bác tiếp từng đại biểu một. Mà bác minh mẫn thế đấy, 78 tuổi mà không quên một chi tiết. Bác ân cần tiễn khách ra khỏi phòng khách đi trên thảm đỏ. Lúc chia tay, bác đặt vào tay mỗi một đại biểu nữ một bó đóa hồng, một bông hồng đỏ. Phóng viên nhiếp ảnh tha hồ chụp ảnh quay phim. Hôm sau cả thế giới đã biết, báo chí đã đăng lên. Cái dòng báo rất là hấp dẫn: Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng
vẫn ga lăng như thường. Đặt hoa hồng vào tay phụ nữ thì còn có cái cử chỉ nào lịch thiệp hơn thế? Bác Hồ là thế, người ta gọi bác là tượng trưng cho văn hóa. Cho nên gần đây đấy, các đồng chí, các bạn bè của chúng ta ở Nhật Bản đấy, các đồng chí Nhật Bản cung cấp cho ta một cái tư liệu rất có giá trị. Người ta giải thích cho ta biết Hồ Chí Minh theo tiếng Nhật là thế nào, phát âm theo tiếng Nhật là thế nào. Hồ tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là Đức Phật. Chí Minh tức là trí tuệ và nhân dân. Thế là một Đức Phật thời hiện đại trí tuệ uyên bác mà suốt đời vì nhân dân. Ta xem, ta tự hào cái tên của bác như thế đấy. Bác dùng tên là Hồ Chí Minh từ bao giờ? Từ năm 1942, sau khi ở Bắc Bó về, ở về Bắc Bó. Từ khi bác viết Việt Nam diễn sử ca, dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích mới là Việt Nam. Từ khi bác dự báo tháng 8 mùa thu 45 Việt Nam độc lập, thì bác dùng tên là Hồ Chí Minh từ đó đến cho đến cuối đời. Mà tiếng Nhật Hồ Chí Minh là Bồ Tát trí tuệ và nhân dân. Ta xem ý nghĩa của nó là như thế. Đặc biệt trong cuộc đời huyền thoại của bác, ngoài cái tên thì ngày sinh của bác là huyền thoại. Bây giờ nó cố định vào lịch sử 19 tháng 5, cả dân tộc kỷ niệm, cả nhân loại kỷ niệm, thì ta coi đó là ngày sinh nhật bác. Chứ thật ra đấy là một ngày rất tượng trưng. Hỏi bác, bác bảo bác không biết. Bác bảo bác có biết đâu, bác không nhớ. Thế ta mới băn khoăn, thế bác không nhớ thì sao bác lại làm sinh nhật? Bác làm sinh nhật giữa thủ đô Hà Nội, chủ động làm sinh nhật 19 tháng 5 năm 46. Ta có ngờ đâu, đấy là bác làm sinh nhật cho mặt trận. Đồng chí nào phụ trách mặt trận tổ quốc là hạnh phúc lắm đấy. Bác làm sinh nhật cho mặt trận đấy. Bác nhận là của bác đấy chứ. Vì bác thành lập mặt trận Việt Minh ở Bắc Bó Cao Bằng đúng 19 tháng 5 năm 41 đấy. Đến năm 45 thì cách mạng thành công. Năm 46 bác tổ chức sinh nhật đúng 19 tháng 5, đại đoàn kết toàn dân tộc, để cho kẻ thù đang dắp tâm xâm lược Việt Nam biết sức mạnh Việt Nam là thế nào khi mà toàn dân xoay xung quanh lãnh tụ của mình. Bác còn nhắc các đồng chí phục vụ là bác cho các chú về nhà buổi trưa để báo tin, mời tất cả người thân trong nhà đến dự sinh nhật cho bác, cho nó vui, đông. Tức là những đồng chí mà ở gần Hà Nội, gần đấy, bác bảo mời đến sinh nhật lãnh tụ mà giải chiếu đây này, ngồi dưới sàn đông lắm. Bác cảm ơn đồng bào. Bác nói câu này nhé: từ trước đến giờ tôi đã là người của đồng bào, thì từ giờ về sau mãi mãi tôi vẫn là người của đồng bào. Câu này cũng đủ nói hết là tư tưởng, đạo đức và phong cách. Bác viết thư, bác nói thế này: mỗi người có một nỗi khổ riêng, mỗi gia đình có một nỗi đau riêng, cộng tất cả nỗi khổ đau đó lại là nỗi khổ đau của bản thân tôi. Có ai mà đau khổ vĩ đại đến như thế? Bác gửi thư cho quốc dân đồng bào ngay sau ngày tuyên ngôn độc lập. Bác thông báo lịch tiếp dân của bác. Bác đề nghị là mỗi đoàn tiếp không quá 10 người, mỗi lần tiếp không quá 1 giờ để tiếp được nhiều hơn, và xin các vị đặt trước câu hỏi để tôi tiện trả lời. Bác tiếp khách, tiếp dân đấy, đấy nhé. Các đồng chí tiếp dân, các đồng chí nhớ cái bài học của bác. Công khai như vậy, dân chủ như vậy. Bác lại gửi thư tiếp cho đồng bào. Bác nói là nhờ đồng bào đi tìm giúp cho chính phủ những người tài giỏi để chính phủ trọng dụng. Chính phủ bận nhiều việc, thấy không hết, nhìn không thấu. Đồng bào thấy ở đâu có người tài giỏi, xin mách bảo với chính phủ để chính phủ trọng dụng.
dựa vào dân để đi tìm nhân tài thì còn có lãnh tụ nào cao quý hơn thế. Cho nên lần này này, các đồng chí đọc vào tài liệu nhé, thì sẽ thấy rõ này, người đứng đầu phải là người gần dân, tức là phong cách quần chúng, gần dân để tin dân và vì dân, chứ không phải mị dân và hứa suông đâu. Là một, phải dân chủ. Dân chủ nhưng mà phải quyết đoán, không chù trừ do dự, thấy đúng là quyết ngay, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đấy, đấy là người lãnh đạo. Thứ ba là phải sáng tạo. Sáng tạo chứ không có dập khuôn máy móc. Thứ tư là phải sâu sát tình hình. Đấy, lãnh đạo sâu sát nhưng mà không bao biện làm thay. Bao biện làm thay mình vừa vất vả mà từ vừa tỏ ra lãng phí nhân lực, làm cho đồng sự cấp dưới người ta sẽ bị động, thụ động và nó mai một đi. Lãnh đạo giỏi là biết cách đặt công việc, tận dụng hết mọi người, không ai là phí phạm, không ai là bỏ đi cả. Tài to dùng việc to, tài nhỏ dùng việc nhỏ, miễn là có tấm lòng chân thành lôi cuốn họ. Đấy, người đánh đạo như vậy. Người đánh đạo phải gương mẫu, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Một tấm gương sống quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Bác nói như vậy cơ mà. Thì học bác, ta cứ học tất cả những điều đó. Thì đấy là cái huyền thoại về ngày sinh, cũng là huyền thoại của một vĩ nhân. Cả thế giới thừa nhận, dân tộc ta thừa nhận, Đảng ghi vào tiểu sử bác 19 tháng 5 và tổ chức sinh nhật bác. Sắp đến sinh nhật bác đấy các bạn. Thì ta thừa nhận ngày đó, nhưng thực chất nó là huyền thoại. Tức là lấy ngày sinh của mặt trận làm ngày sinh cho bác. Để chứng tỏ cái điều này thì chúng ta phải đọc cái tờ tự khai lý lịch của bác. Ta sẽ rõ. Bác cũng tự khai lý lịch như chúng ta. Có điều khác là bác khai ở tầm lãnh tụ, tầm quốc tế cơ. Mà bác giỏi đến mức này, bác khai mà không khai các đồng. Đọc lên chẳng có cái thông tin gì. Rất là hồn nhiên giản dị, rất là con người, nhưng mà vẫn giữ được bí mật. Người ta hỏi bác là họ và tên. Bác ghi một chữ bằng tiếng Nga, Lin, tức là sao? Lin là tên bác, hồi bác ở Liên Xô, bác ghi là Lin. Ngày tháng năm sinh, ngày để chống, tháng để chống, năm sinh bác ghi mỗi lúc một khắc. 1891, 1892, 1893. Hoạt động bí mật nó phải thế chứ. Hỏi bác bảo bác ghi binh đi, đánh lừa kẻ thù. Thế hỏi bác là thế sao bác không có ngày tháng? Bác bảo bác không biết đâu, bác cũng không nhớ. Bác chỉ nhớ một điều là bà ngoại dặn bác. Bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép, vợ của nhà nho Hoàng Xuân Đường, ông ngoại bác. Bà ngoại là đỡ đẻ cho mẹ bác. Bà ngoại là nuôi bác từ nhỏ, mớm cơm mớm cháo nuôi bác, chôn rau cắt rốn từ lúc lọt lòng. Bà cụ là Nguyễn Thị Kép dặn bác là bác sinh vào mùa sen nở, tháng 5, tháng 6 thì bác biết vậy thôi. Làng sen là quê nội của bác. Tức là huyền thoại. Không có ngày sinh tháng đẻ, bác không nhớ. Còn hỏi bác năm sinh, tại sao nó lại khác nhau thế? Thì năm nào là đúng? Bác trả lời mà không ai ngờ. Bác bảo đúng tất chú ạ, năm nào cũng đúng. Chưa hiểu ý bác thế nào. Bác giải thích là người Việt Nam ai cũng thế thôi. Đã có tuổi dương lại có tuổi âm. Nó trùng nhau cũng được, nó không trùng nhau thì cũng có làm sao đâu. Thế là nó là tương đối cả thân. Đấy, bác là thế. Thế còn ta lại nhớ cái chuyện này nên mới giỏi được. Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người hay một người? Là một chứ các đồng chí. Nguyễn Ái Quốc là bác, Hồ Chí Minh là bác. Thế mà nhiều người cứ tưởng là hai đấy các đồng chí. Nguyễn Ái Quốc thời trẻ thì nó săn lùng như vậy, nó ghi vào hồ sơ mật khám như thế. Bây giờ là Hồ Chí Minh, nguyên thủ quốc gia, sang Pháp đón tiếp rất là trọng thể. Thế mà cái viên hải quan ở sân bay ấy, nó hỏi bác rất là lễ độ, chứ có dám như trước nữa đâu. Nó hỏi thế này này, xin chủ tịch cho biết cụ thân sinh ra chủ tịch tên là gì để chúng tôi làm hồ sơ nhập cảnh. Bác nghĩ ngay chứ, bố mình là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy,
bây giờ mình là Hồ Chí Minh, khai thế này. Bác nói ngay lập tức không có lưỡng lự, cụ thân sinh ra tôi tên là Hồ Chí Thông. Ta thấy có giỏi không ta làm gì? Hồ Chí Thông là bố thì Hồ Chí Minh là con là đúng quá cái gì này. Rất là hợp lẽ nhé. Mà nó có mất cái gì đâu, đúng không? Đấy. Dĩ bất biến, ứng vạn biến là thế. Mềm dẻo, linh hoạt, uyển chuyển, không cứng nhắc. Thế cho nên người ta hỏi tiếp bác là nghề nghiệp. Bác có khai cái gì đâu các gì? Bác ghi mỗi chữ làm thuê. Thế là sao? Nhưng chẳng có thông tin gì cả, yếu nào cũng được. Hỏi trình độ học vấn, bác có khai là tiến sĩ đâu, bác ghi mỗi chữ tự học. Thế là sao? Hỏi bác biết bao nhiêu ngoại ngữ, bác ghi một câu là biết vài thứ, chấm hết. Cái tờ lý lịch của bác mà vào tay đồng chí tổ chức cán bộ chả có thông tin. Nhưng mà uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, đầy bản lĩnh. Họ biết thừa bác là chính khách lãnh tụ nổi tiếng. Họ hỏi tiếp là chủ tịch thích nghề nào nhất. Bác biết ngay là lại thăm dò chính trị. Bác trả lời là tôi có ba nghề thích nhất. Một là nghề khuân vác, ở bến cảng Nhà Rồng là khuân vác. Nghề thứ hai là nghề dạy học. Bác là nhà giáo đấy các đồng chí nhé. Dạy học, dạy ở Dục Thanh Phan Thiết. Rồi mới đi tìm đường cứu nước. Nghề thứ ba là nghề thầy cúng. Tôi rất thích nghề thầy cúng. Bác nói như thế các bác chứ. Này, cộng sản hiện đại mà bác khai như thế. Thầy cúng chẳng qua là hình thức để làm dân vận mà thôi, chứ có bị bói toán mê tín dị đoan gì đâu. Bác thừa nhận thẳng là những người cộng sản là những người vô thần, nhưng mà tâm linh thì rất là coi trọng, không có bán bổ. Đúng như ông cha ta có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Bác là thế chứ. Cái nghề dạy học của bác mới lạ cái đồng. Ở Dục Thanh Phan Thiết bác là nhà giáo dạy học. Ai để nó phân công cho bác dạy mỗi môn thể dục được. Thế mà bác sau này nói về giáo dục như một học giả lỗi lạc. Mỗi cấp chỉ nói một câu. Các đồng chí là nhà giáo này. Từ cô giáo mầm non đến cô giáo phổ thông nhé. Ta xem bác nói thế này. Dạy mẫu giáo cốt nhất là giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Đừng có đánh cắp tuổi thơ của nó, đừng có làm nó già trước tuổi. Tiểu học này, đạo đức là hàng đầu. Đạo đức là nền tảng của tiểu học. Trên mới có 5 điều bác dạy là thế. Trung học này, dạy kiến thức cơ bản. Học xong đi làm thợ được ngay, rồi sẽ tiếp tục học lên. Trên trường dạy nghề rất quan trọng các đồng chí nhé, chứ không phải đại học đâu. Ta là đổ xô vào đại học, bây giờ toàn thất nghiệp cả. Trong khi dạy nghề công nhân kỹ thuật thì lại rất yếu và rất thiếu. Bác nói thế đấy, đi làm thợ được ngay rồi tiếp tục học lên. Thầy ít thôi, thợ mới cần nhiều thì mới ra tiền ra của được chứ. Đại học cũng một câu, đại học là đào tạo chuyên gia nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu. Đúng như thế, chúng ta một nhà giáo lỗi lạc cũng chỉ nói đến thế thôi. Thế nhân đây có một câu chuyện này mà tôi muốn trao đổi với các thầy giáo cô giáo này. Ta dạy 5 điều bác dạy thiếu nhi như suốt 50 năm qua là không đúng đâu. Đấy không phải lời bác, đấy là lời của Trung ương Đoàn mà lại nhân danh bác. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, lao động tốt, đoàn kết tốt, học tập tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Chả có cái điều nào yêu cha mẹ, yêu anh em. Đấy là chính trị đấy chứ, chứ không phải đạo đức. Mà các cháu thiếu nhi nó có 6 tuổi lớp 1 dạy thế có hợp không? Hoàn toàn không hợp. Bác đúng là có 5 điều dạy thiếu nhi, mà bác dùng từ khuyên cơ, không dùng từ dạy. Dạy là Trung ương Đoàn. Các vị mới nghĩ ra một cái sáng kiến là nhân kỷ niệm 20 năm thành lập đội, năm 61 là tròn 20 năm. Thế là mới có một bức thư để tên bác để dạy các cháu thiếu nhi, mà nội dung như vừa rồi tôi nói đấy. Đến xin phép bác để bác thông qua, thì bác lại đi Liên Xô vào.
Mãi sau này bác mới về. Các vị ở nhà sốt ruột bảo thôi cứ dùng, cứ sử dụng, cứ chính thức đi, rồi về báo cáo bác sau. Thế là cho đăng báo, cả nước dạy như thế. Các đồng chí xem các trường tiểu học nhé, trường trung học, trường nào chả có cái pano thế này này. Bác quàng khăn đỏ cho các cháu, dưới là 5 điều bác dạy thiếu nhi này. Không có cái điều nào yêu thương cha mẹ anh em. Đạo đức nó mới suy đồi như thế này. Đó là lỗi tại ta chứ. Thế ta mới lần về cội nguồn, thì ta mới tìm đúng được bức thư 5 điều khuyên của bác với thiếu nhi. Thứ nhất này, các cháu phải siêng học. Siêng tức là chăm chỉ. Điều thứ hai, các cháu phải sạch sẽ. Sạch sẽ, ta lại đề nghị bác sửa thành vệ sinh. Sạch sẽ nó nôm na quá. Bác bảo các chú hiểu sạch sẽ đơn giản thế. Bác bảo các cháu sạch sẽ là để các cháu tắm rửa hàng ngày cho nó sạch sẽ. Và nhất là không được nói tục chửi bậy, là sạch sẽ về tinh thần. Bác sâu sắc thế mà ta cứ bảo bác nôm na thôi. Điều thứ ba này, phải có kỷ luật. Bé phải có kỷ luật, lớn mới thành công dân thôi. Điều thứ tư, phải tập sống cho văn minh, vì nước độc lập rồi. Điều thứ năm quan trọng nhất là phải yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy mới là cái cốt lõi, thì ta lại quên mất. Các đồng chí có thấy không đó? Cho nên bây giờ này, dạy về bác đấy, 5 điều dạy của Trung ương Đoàn nhân danh bác cũng đúng không sai, nhưng không đủ. Và nó thiếu cái điều quan trọng nhất là dạy yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy mới đích thực là bác. Thì tôi nêu như vậy để các đồng chí điều chỉnh nhé. Điều chỉnh vẫn còn kịp để mà điều chỉnh. Đấy. Bao nhiêu điều đáng nói mà không có thời gian. Bây giờ chúng ta nói một đôi điều về cô Huệ. Để chúng ta thương bác bao nhiêu, ta xót xa cho cô Huệ bấy nhiêu. Cô Huệ rất xinh đẹp, giống như mẹ bác. Cô Huệ kém bác 3 tuổi, nhưng mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 69, như thế là cô Huệ đến tận năm 80 mới mất. Sau giải phóng miền Nam 5 năm cô mới mất. Nếu mà ta không cần thánh hoa bác, biết đâu ta chả tìm thấy cô Huệ đâu. Bây giờ thì chịu chết. Đấy. Ta mới thấy thương bác chỗ đó. Cô Huệ với bác không có gì xa lạ cả, như anh em. Vì đều là con cái nhà quan, rồi sau này bỏ mũ áo nhà triều đình, về sống với dân làng, với nghèo khổ đấy thôi. Đều là con nhà quan. Hai người học chung một thầy. Thầy ấy lại là bố của bác, dạy chữ Hán. Cho nên nó mới nảy nở tình thân yêu ấy. Mà chỉ vừa mới chớm nở đã hy sinh. Cô Huệ là người tiến bác đi ở bến cảng Nhà Rồng đấy chứ. Cầm tay bác mà hỏi, anh ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Bác luôn có cái tên là Văn Ba. Bác bảo chuyến đi này rất xa và rất lâu, không hẹn trước được ngày về, nên không nỡ làm khổ Út Huệ. Chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh khỏe, rồi có hạnh phúc thôi. Cô Huệ càng khóc, và bỗng nhiên cô cầm chặt tay bác, nói một câu mà ta gọi là định mệnh. Nó vận vào số phận của cả hai người. Bỗng nhiên mà cô lại nức nở mà nói thế này: nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Thế là còi tàu rục rã, bác bước lên tàu và bác vội đặt vào tay cô Huệ một cái gói nhỏ. Đó là một miếng lụa màu hồng, gói bên trong là chiếc lược chải tóc. Bác nói một câu rất vội là: chiếc lược này mẹ đã từng chải tóc khi sống. Bây giờ mẹ mất rồi, anh đi xa, anh trao lại nó cho em. Cô Huệ đã chờ đợi bác bao năm tháng, chải tóc bằng chiếc lược đó, và đến khi quyết định xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, cứ cầm chiếc lược mà rưng rưng nước mắt. Tại sao cô lại đi tu?
vì cô nghe tin bác mất. Nhưng không phải là bác mất thật năm 69 đâu. Đó là báo chí phản động nước ngoài, nó đăng tin giả là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh chết trong tù. Chết ở trong tù ở Hương Cảng, Hồng Kông, ở Quảng Tây. Cái tin phản động ấy mà cô lại tưởng thật. Cô đau đớn quá bỏ đi tu. Mà cuối đời bác vẫn biết tin cô Huệ đi tu, mới đau đớn cho bác. Bác hỏi ông Ung Văn Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao, hỏi ông Bùi Công Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Kể cho bác nghe. Ta cứ giấu bác. Bây giờ bác hỏi ta mới nói. Bảo thưa bác, cô Huệ đi tu rồi bác ạ. Thế là bác khóc. Và cả đêm dằn vặt, ông Vũ Kỳ vào phòng tắt đèn cho bác, vặn nhỏ cái đài ở đầu giường cho bác. Bác còn gọi lại cơ mà. Vặn lại đài cho bác. Cứ để bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để chúng ta thấu hiểu cái nỗi cô đơn của bác. Bác cũng là con người chứ. Bác hy sinh tôi chứ, bác đau lắm chứ. Và như thế mới thấy bác cao quý. Đặc biệt nữa này, các đồng chí nếu có điều kiện đi công tác miền Nam nhé, hoặc đi du lịch cũng được, bây giờ ta đi du lịch đi chơi cũng được, các đồng chí vào Sài Gòn đi, Sài Gòn tức là thành phố Hồ Chí Minh đấy, các đồng chí đi tiếp 100 cây số nữa, đi về Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Vũng Tàu là thành phố du lịch, Bà Rịa là vùng đất đỏ, quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu đấy. Cô Huệ tu ở Bà Rịa đấy, ở đất núi Thị Vải, trên núi có chùa Thị Vải, rồi cô mất ở đó, mà mất từ năm 80 đến bây giờ là gần 40 năm. Nó thay đổi hết, không biết nấm mộ của cô để đâu. Các cái nhà sư trụ trì bây giờ trẻ lắm, họ không biết được. Đấy. Thì ta có thể không tìm thấy mộ cô đâu, nhưng ít nhất cũng thanh thản an ủi bác, gì bác đã hỏi cô Huệ. Để ta hình dung ra một cái không gian, ở đó đã có cô Huệ của bác đi tu. Và để các đồng chí hiểu vì sao lúc lâm chung trước khi ra đi, bác nói nhỏ với chúng ta là lấy cho bác một ngụm nước dừa. Nước dừa là gì các đồng chí? Nước dừa là miền Nam, là biểu tượng của miền Nam. Đây. Cho nên bao nhiêu điều đáng kể thì ta thương bác, ta biết đến tất cả những điều như thế. Cô Huệ nhé, đã đi tu rồi, cắt tóc đi tu rồi mà còn hỏi chúng ta một câu thế này, này. Hỏi nhà văn Sơn Tùng này. Ông có bao giờ nghe thấy cụ Hồ kể về tôi không? Có nghe thấy cụ Hồ nói về tình yêu không? Đi tu rồi mà hỏi thế đấy các đồng chí nhé. Biết là sâu sắc, biết là nhường nào. Thì đây là cả một câu chuyện càng làm cho ta thấy bác vĩ đại, vì cao thượng, hy sinh hết chỉ vì dân vì nước, hy sinh cả chút riêng tư của mình cũng không có. Đấy. Để chúng ta hiểu rõ về bác. Cho nên thế giới đấy, họ ngưỡng mộ bác, họ hỏi ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thế này: Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay một vị thánh? Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là dân tộc hay là cộng sản? Câu trả lời rất hay, mà câu trả lời càng hay. Thủ tướng trả lời thế này, này: Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, Đức Phật thì các bạn đã thừa nhận từ lâu rồi. Đấy. Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%, nên cộng sản cũng 100%. Câu này hay lắm đấy các đồng chí. Yêu nước, yêu dân là cộng sản. Càng cộng sản càng gắn bó máu thịt với dân, với dân tộc. 100% đầy đủ trọn vẹn, không một chút thiếu hụt. Đấy là bác. Trên yêu bác, lòng ta trong sáng hơn là thế. Những giây phút nằm trên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê, mà lúc tỉnh dậy chỉ hỏi ba câu: chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Trên trong phòng bệnh có cả bản đồ chiến sự để chỉ dẫn cho bác. Thắng ở đâu?
hôm bác hỏi đang thắng ở ở Đồng Xoài, ở trong miền Nam, Bình Phước, bác vui lắm, da rẻ đỏ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh, đắp cái chăn ga màu trắng mỏng cho bác mà nó vẫn phập phồng, tức là tim bác vẫn đập. Ta có ngờ đâu đấy là giây phút cuối cùng, nó như là ngọn đèn thắp sáng chói sáng đến phút chót đấy. Thế đặc biệt nữa này, câu sau là đê vỡ có nhiều không, có kịp sơ tán dân đi không. Và câu cuối cùng bác dành cho các cháu: sắp đến ngày khai giảng rồi, các chú chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu rồi. Thế rồi bác đi. Khi thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào, bác càng vui. Bác cầm tay mà bác không biết, mắt đã lại mờ đi rồi. Bác bảo chú Tô đâu? Chú Tô là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tính cho bác xem quốc khánh lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời bác là 24 năm. Bác nói ngay, vậy là hai giáp có phải không chú? Giáp là 12 năm. Ý bác là năm trắng đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Bác lại dặn thế này ta mới thấy xót xa. Nấu cho bác một bát cháo đầy, nấu đặc cho bác, nấu bát to cho bác. Bác sẽ cố ăn bằng hết bát cháo để có sức. Mai bác ra với đồng bào, bác nói dăm câu. Thế là chào dân, vĩnh biệt dân để đi đấy. Mà lại mùng 2 tháng 9 cơ. Vì bác cứ đinh ninh là mùng 2 mới có meeting. Bác có ngờ đâu là ta đã làm xong sớm lắm, làm xong hết. Đấy. Câu sau này: tiêm thêm thuốc trợ lực cho bác, để bác có sức. Mai bác ra với đồng bào 5 phút thôi. Cái cô y tá Ngô Thị Oanh mà tiêm thuốc cho bác ấy, người Vĩnh Phúc ấy, 21 tuổi, bây giờ đã là một bà lão rồi, vì bác mất nửa thế kỷ nay. Tiêm thuốc cho bác thì chưa kịp tiêm, còn đang xoa tay cho bác để tay bác ấm nóng trở lại. Chợt nhìn vào móng tay thấy đã dài, thế là lấy kéo cắt móng tay cho bác. Vừa cắt vừa khóc, chạm cả vào phần da non bên trong cổ bác, bác vẫn cảm giác đau, bác rụt tay. Các đồng chí nhớ là những chiếc móng tay của bác giữ gìn đến bây giờ 49 năm, để trong một cái hộp nhỏ xíu như bao diêm, trắng muốt. Lấy khăn mặt nước nóng lau mặt cho bác, thì mở khăn mặt ra ai cũng òa lên khóc. 7 sợi râu của bác gửi lại chúng ta trong khăn mặt, giữ gìn đến nay 49 năm. Ngay cái bông hoa hồng hoa huệ bác tặng cho cháu gái, hát cho bác nghe một câu hò ví dặm, một câu hò xứ nghệ, một câu quan họ, dân ca quan họ, mà ép trong cuốn sổ tay 49 năm nay, nó đã thấm màu cứng như đá. Đấy là tất cả tình yêu của chúng ta kết tinh lại từ tâm hồn và trái tim chúng ta với bác. Thế mà bác nói câu này thì ai cũng không nỡ giấu bác nữa. Bác bảo trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Tức là cái đợt ốm này này, trận này xem ra khó qua lắm. Bác biết chứ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng không nỡ giấu bác nữa. Ông đến gần giường bác, cầm chặt tay bác mà khóc. Thưa bác, mong bác yên lòng, meeting xong rồi chúng tôi mới vào đây thăm bác được. Bác cứ đờ chờ ngày mai mà ta xong hết. Thế là bác nấc lên, nước mắt cứ giàn giụa xuống gối. Bác nói một câu rất khó khăn là: không còn cơ hội nữa có phải không? Cơ hội là gặp dân. Mà bác lại không đi ngay lúc bây giờ đâu, cấp cứu liên tục cả chiều và đêm hôm đó, để hôm sau mùng 2 tháng 9 đúng 9 giờ sáng thì tim bác ngừng đập. Mà trước khi ngừng đập đấy, bác nhìn tất cả chúng ta một lượt như vĩnh biệt. Bác dành về phía ông Vũ Kỳ một cái nhìn lâu nhất, âu yếm nhất, chia sẻ ngọt bùi với người giúp việc của mình suốt 1/4 thế kỷ, 25 năm. Ông Vũ Kỳ hiểu ý bác lắm,
Y hiểu bác muốn làm gì. Ông ấy vừa khóc vừa chạy từ cuối giường lên đầu giường bác. Đến đầu giường bác, ông quỳ xuống, quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác. Bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu rồi tắt thở. Đúng 9 giờ sáng, đoàn bác sĩ bắt đầu vào hồi sức cho bác, mà suốt 47 phút không được, thì đành đau đớn vĩnh biệt bác. Tất cả câu chuyện là như vậy. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Mà các đồng chí nhớ là nước dừa mang vào cũng muộn quá, không kịp. Bác đi mất rồi. Lấy hai quả dừa, hai miền Nam Bắc, đựng chung được một nửa cốc nước dừa mang vào thì muộn quá, bác đi mất rồi. Ai cũng khóc. Lấy cái chiếc thìa nhỏ múc một chút nước dừa đặt ướt môi bác để làm tượng trưng thôi, chứ bác có uống được nước đâu. Cả đời bác là như vậy. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Và hơn thế nữa này, tang lễ bác xong rồi, bây giờ mới đến lúc đau đớn này. Bởi vì ta phải chứng kiến việc bác đi rất xa. Đảng ta quyết định đưa bác về Liên Xô. Bây giờ mới được phép nói đấy các đồng chí. Hết thời gian mật, chứ trước đấy là tối mật. Hai đảng đã hội đàm với nhau và đồng ý với nhau một cái nghị định thư. Liên Xô chịu trách nhiệm lo toàn bộ quốc tang cho bác theo đề nghị của Việt Nam, làm trọng thể nhất, xứng đáng nhất với bác. Tất cả do Liên Xô lo chứ. Quan tài pha lê, cái hộp kính được đôi dép đặc biệt, tất cả mọi phương tiện. Lăng của bác bây giờ là công trình viện trợ không hoàn lại của Liên Xô trước đây đấy các đồng chí. Chúng ta ngàn đời biết ơn Liên Xô và nước Nga bây giờ các đồng chí, vì tấm lòng của họ. Hai nữa này, Việt Nam đồng ý với Liên Xô, tang lễ xong thì đưa bác về Liên Xô. Liên Xô chăm sóc bác, khi nào có điều kiện đón bác về sau. Trong hoàn cảnh ấy thì đấy là tối ưu. Nhưng khi thực hiện thì không ai nợ, ai cũng khóc, cứ đề nghị giữ bác lại. Biết bao giờ mới được nhìn thấy bác một lần nữa. Nỗi đau ấy của chúng ta làm sao mà nó lại chạm vào trái tim nhân hậu của người Xô Viết. Cho nên họ cũng đồng ý để bác lại. Dù đã ký nghị định, họ bay ngay về nước để báo cho chính phủ, cho trung ương đảng của họ, rồi lại bay ngay sang để phục vụ bác cho nó kịp. Suốt những năm chiến tranh, thi hài bác 6 lần phải di chuyển. Bác vất vả lắm, thương bác đến tận cùng đấy các đồng chí nhé. Bây giờ có lăng cho bác rồi, chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ, chúng con canh giấc ngủ là như vậy. Và các đồng chí biết rằng là Việt Nam vừa có dỗ tổ Hùng Vương, quốc lễ. Ta lại có hoa sen là quốc hoa, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, cái tâm hồn cao thượng, hoa sen. Và bây giờ có di chúc của bác và các tác phẩm quan trọng của bác được trang trọng xếp vào quốc bảo. Thế là có quốc lễ Hùng Vương, có quốc hoa hoa sen và có quốc bảo là di chúc Hồ Chí Minh. Thì đấy là sức mạnh trường tồn giúp chúng ta sống, tồn tại, phát triển và chiến thắng. Và trong sự nghiệp chung ấy, đất và người Lạng Sơn là rất thiêng liêng. Và đảng bộ nhân dân cao lộc của chúng ta ở đây càng như vậy. Bởi vì đóng góp vào sự phát triển chung. Và nhất là nhớ lời bác, không có gì quý hơn độc lập tự do, để quyết tâm xứng đáng với đảng, với bác, với nhân dân. Và tôi chúc các đồng chí làm được như vậy. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.